em chỉ nghĩ là mình đi coi với ông thầy vì ông thầy thích cái anh diễn viên đó mà mình cũng thích. Rồi. Đang coi với nửa phim cái quay qua ôm đầu em cái nói thương quá à. Thương quá à. Trời ơi, em đứng hình. Em đứng hình luôn. Nói chuyện gì vậy trời? Trời ơi trời. Em không biết luôn. Ông thầy mắc cỡ. Ông thầy mắc cỡ. Dạ từ từ em quan sát ảnh. Em cũng quan sát ảnh xem như thế nào. Tại vì một cái khoảng cách tuổi nó quá lớn. Rồi em phát hiện ra à, tuy là nghiêm túc nhưng mà anh ấy khi mà đi chung với bạn bè thì rất là hài hước. Em thích một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Rồi anh sợ là mai mốt cái, mình lớn tuổi quá rồi cái nó gặp mấy đứa mà có thể là mình đã mất đi cái sự hấp dẫn rồi đối với người phụ nữ đó rồi. Thành ra mình chỉ sợ. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của một nhân vật rất là đặc biệt đến với chương trình Vợ Chồng Son này. Vừa là cố nhân của chị tôi và vừa là một cái người rất quan trọng trong sự nghiệp của Quốc Thuận. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp đôi vợ chồng này. Anh ơi, gì vậy? Dạ, té luôn. Trời ơi. Đau lắm. Em mời thầy. Mày té mày đau chân mày ngồi đó liền giùm cho chị đi. Đau quá lâu. Ờ chưa. Té lâu quá nữa. Này lâu quá mới té. Dạ em mời thầy, em mời cô. Đó. Rồi mời Quân. Anh chú rể đây là một người là Vân vô cùng là quen thuộc rồi, gặp nhau hoài rồi. Nhưng mà thực ra với cô dâu á, thì đây là lần đầu tiên Vân gặp. Thành ra là chúng ta vẫn có cái cảm xúc khi mà giới thiệu để cho nhau biết về nhau. Như là Vân cũng sẽ biết và khán giả cũng sẽ biết. Công Ninh xin chào quý vị khán giả xem chương trình nha. Hôm nay Công Ninh với lại vợ Công Ninh là Tuyết Vân đến đây để tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son. Anh Ninh năm nay được bao nhiêu xuân xanh rồi? Năm nay chỉ còn 5 tháng nữa là Công Ninh tròn 60 tuổi. Wow. Ôi tại sao anh lại có thể trẻ như vậy? Tại vì nhìn anh em cứ tưởng là, tức là không phải tưởng, em biết là anh lớn tuổi hơn Quốc Thuận đó. Nhưng mà cái phong thái của anh trẻ hơn Thuận. Trời ơi trời, chị nói gì? Lạ lùng điều đó là bởi vì Thuận nó nói thầy, cái tự nhiên em có thấy em bị lấn cấn khó chịu á. Nó nghe nè cho em xí. Sao vậy? Anh nói 5 tháng nữa anh 60 tuổi? Thì 5 tháng nữa là anh về hưu. 60? Ừ, 60 là cho anh về hưu. Không phải, nhưng mà anh sinh ngày 28 tháng 1 mà. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Dạ, ảnh 60 tuổi rồi. Cha bốc mẻ, bốc mẻ là kìa. Bây giờ vợ bốc mẻ chồng kìa thầy. Mới vô cái bốc liền luôn vậy đó. Liền luôn kìa. Hay quá rồi này. Cái đó là phần giới thiệu của thầy Ninh. Còn bây giờ là tới Tuyết Vân. Tuyết Vân đến gặp Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Tuyết Vân, nhưng mà em thích mọi người gọi em là Tinh Vân hơn. Tinh Vân. Dạ. Tại sao vậy? Dạ em thích cái tên đó hơn. Em thích Tinh Trì chắc, không? Chắc vậy. Chắc nhờ thích Tinh Trì mà giờ mình phải Tinh Vân. Tinh Vân. Bản thân anh cũng không hiểu được tại sao cổ lấy cái nem là Quỳnh Tinh Vân ở trên Facebook. Rồi Tinh Vân nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 39 tuổi. Em 39 tuổi, như vậy là em thua chồng của em bao nhiêu tuổi nè? Dạ 21 tuổi. Dạ 21 tuổi. Em 21 tuổi, như vậy em chính thức đính chính luôn là em thua ảnh 21 tuổi thôi. Mà báo cứ nói là thua 22 tuổi. Gần hai con giáp luôn. Tiếp tục công việc và nghề nghiệp hiện tại thì cuộc sống như thế nào? Dạ xuất thân của em là diễn viên của trường sân khấu điện ảnh. Sau một thời gian thì em thấy cái công việc lồng tiếng phim nó phù hợp với người phụ nữ cho gia đình hơn. Nên là em tập trung vô việc lồng tiếng phim. Vân có thể cho Quốc Thuận và chương trình biết rằng là Vân và ông xã mình á là gặp nhau trong trường hợp nào? Và cái lần đầu tiên khi mà gặp tiếp nhau thì có một cái ấn tượng gì về nhau hay không? Dạ lần đầu tiên gặp thì chắc chắn là em đến trường sân khấu em học, nhưng mà anh ấy thì không có dạy em. Chỉ là đồng nghiệp của sư phụ em thôi. Dạ thì đương nhiên thầy rất là nổi tiếng thời điểm mà em vô trường rồi, nên là mọi người hay nói thầy, mà em nhìn sơn cái em nói trời sao nhìn thấy khổ khổ ta. Cái em mới nói cái thoáng trong đầu em nói là trời ơi người giỏi như vậy nhìn cũng ổn ổn như vậy sao thấy khổ khổ. Mình có một cái cảm xúc là hy vọng là anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh ấy sẽ có người chăm sóc em. Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nó thoáng qua trong đầu của một đứa sinh viên. Lúc đó là Vân bao nhiêu tuổi? Lúc đó là em 20 tuổi. 20 tuổi mà sao tâm lý tình cảm nó rất là sâu sắc vậy? Anh Ninh, anh còn nhớ cái lần đầu tiên mà anh để ý tới cái bé Vân này á là lúc nào không? Thật ra thì cái bữa đó là bữa tối sau khi diễn xong. Thì mấy cô này mới tới cái chỗ đó, lúc đó anh với là Thanh Hoàng đang ngồi một cái bàn nhậu ngay đường Võ Văn Tần á. Hai cô này tới thăm và gặp bọn anh để mà nói chuyện.
thật ra lúc đó anh chả ấn tượng gì hết trơn á. Hai cô rất bình thường, tại vì anh thấy ở đây là những đứa học trò của trường nó tới, nó hỏi thăm thầy bà về công việc, về nghệ thuật, về cuộc sống này nọ. Thì mình nghĩ là bình thường thì giao thiệp thôi, bình thường thôi. Thì sau đó thì tự nhiên mình về nhà mình thấy ngộ ngộ, cô mấy này cũng có cái gì đó mà tạo cho mình một cái sự nhớ nhung nhất định. Tức là sau đêm đó là anh về là anh tự chủ động anh tìm cách liên lạc với bây giờ. Tìm cách liên lạc rồi hai thầy trò mới nói chuyện với nhau. Tụi em tình cờ á, là lúc mà em tập ở sân khấu 5B á, thì là nhà em với nhà ảnh ở ngay Phú Nhuận mà cách nhau có 500m thôi. Cho nên là cùng đi về, cái thế là ảnh cái cùng đi về trên con đường đó là nó ổ thầy, cái nó ổ dân. Cái là thế là thầy trò cứ là đi về là đi chung một con đường. Dạ. Đến khi nào thì Vân mới bắt đầu có một cái cảm xúc rung động với thầy Ninh? Em chỉ cảm thấy mở lòng với anh ấy là nhiều khi trong lúc ăn uống hay là nói chuyện với bạn bè em thấy anh ấy có sự vụng về nhất định á. Dạ. Ví dụ như là ăn món cuốn, nhìn ảnh cuốn kinh lắm. Là em phải cuốn cho ảnh. Đúng rồi. Xong rồi nhiều cái, cái người này tưởng nó rất là hoàn hảo nhưng mà thực ra cũng có những cái khuyết điểm. Thì cái điều đó làm em thấy tự tin hơn. Em không còn bị rụt rè hay là sợ sợ trước mặt ảnh nữa. Dạ. Em nghĩ xảy ra là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tụi em quen nhau năm 2008. Cũng 14 năm anh. Dạ, 14 năm. Nhưng mà phải có một cái cột mốc để gọi là chính thức quen nhau. Dạ, đó, có. Thì lúc đó là trong cái dịp nào vậy Vân? Trời, em nói ra hú hồn luôn á, ngay Halloween. Ồ, Halloween. Kỷ niệm tình yêu của tụi em là ngay ngày Halloween luôn. Thì tụi em chỉ chính thức đi chơi rồi nắm tay nhau. Nhưng mà nó phải thay vì hai người đi chung trên con đường với hai chiếc xe. Thì bây giờ đổi lại thành là ảnh tới đón em để đi chung với bạn ảnh và ảnh đưa em về nhà. Đó là lần đầu tiên, ngày đầu tiên. Nhưng mà trước đó thì có đi ăn uống hay đi xem phim vậy không? Dạ nhiều. Đó, đây. Thời điểm đó là tụi em có thích một cái anh diễn viên người Mỹ. Tình cờ trong câu chuyện nói chuyện với nhau thì ảnh nói là ảnh thích cái anh diễn viên đó, mà thật sự em cũng rất thích cái anh đó luôn. Rồi tụi em đi coi với nhau. Lúc đó là em chỉ nghĩ là mình đi coi với ông thầy vì ông thầy thích cái anh diễn viên đó mà mình cũng thích. Vô coi phim thì em rất là tập trung luôn, tại vì cái phim đó mình chờ lâu lắm rồi. Đang coi với nửa phim cái quay qua ôm đầu em, cái nói thương quá à. Thương quá à. Trời, em đứng hình. Em đứng hình luôn. Nói chuyện gì vậy trời? Trời ơi trời. Em không biết luôn. Ông thầy mắc cỡ. Ông thầy mắc cỡ. Cái cảm xúc anh lúc đó làm sao? Tự dưng anh không tập trung vô phim. Anh quơ cái đầu nhỏ vô rồi nói thương quá. Trời ơi thương, nói thương. Không biết thương, thích ôm nữa, thích ôm. Nhưng mà lúc đó anh sao anh thấy tự nhiên cái tim, cái ông tim nó, của anh cái cảm xúc nó thúc đẩy hành động chứ. Đúng không? Thì đúng đó anh phân tích đi. Thì tâm lý nó phải có thì nó mới xuất hiện cái hành động là nhưng mà cái hành động đó em cũng tò mò, em không biết lý do tại sao. Cái hành động đó nó không phải là hành động của cái người mà gọi là người thầy dẫn ông trò đi rồi. Ừ, không phải, nó giống như là ông cháu vậy đó. Trời ơi. Cái ghế này sao vậy trời? Trời đất ơi, nghĩ sao mà ông cháu đây diễn cố? Trời ơi. Vậy thì em mới hỏi cái tâm trạng, tâm lý của anh là như vậy. Sau khi cái thương quá à, thì là anh kéo vô. Rồi anh làm sao nữa? Vậy thôi á chị. Rồi mình nói câu đó thương quá à. Nhưng mà bên này... Anh ngắt ngang cảm xúc vậy luôn á. Còn... Mình lúc đó đâu dám hộ đồ ôm người ta hung đâu. Mặc dù muốn lắm thôi. Nhưng mà lúc mà thương quá à, thì có giữ nguyên không? Hay là ghì cái đầu ra? Em không nhớ, nói chung là em đứng hình đó, em không muốn làm đứng gì cho ông thầy, ông tổn thương. Nó cứng ngắc rồi. Có nghĩa là... Mà không lẽ bây giờ coi phim mà cứ vậy hoài. Không, sao mà buông ra rồi chứ. Thầy Vân nó cũng phải vậy. Vậy xong cái tự nhiên nhìn thầy nè. Nhìn thầy nè. Thương quá. Dạ không, em không nhìn gì luôn á. Đúng. Ông là người hay mắc cỡ lắm, thành ra là ông sẽ... Em không nhìn gì luôn, em chỉ nhìn trực tiếp vô cái màn hình thôi. Không dám nhìn tôi đâu, lúc đó nhìn thầy luôn. Thầy sẽ không bao giờ nhớ nội dung cái bộ phim đó. Tôi cũng không biết cái phim gì luôn nè. Hôm nay mới coi phim với tôi không biết phim gì luôn. Nhưng mà sau đó là bắt đầu là cái tình cảm bắt đầu là nó lên đúng không? Dạ, từ từ em quan sát ảnh. Em cũng quan sát ảnh xem như thế nào. Tại vì một cái khoảng cách tuổi nó quá lớn. Rồi em phát hiện ra tuy là nghiêm túc nhưng mà anh ấy khi mà đi chung với bạn bè thì rất là hài hước. Em thích một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thoải mái giữa con người với nhau. Đó thì em cũng từ từ lắng nghe cái cảm xúc của em. Tới khi mà quen nhau rồi á thì lại là không có lãng mạn nữa.
Thì em mới hỏi, nhiều khi em tức quá em hỏi, ủa sao lúc mới quen thấy được lắm mà nó, thì lúc cua phải vậy chứ. Không mà thiệt chứ bộ, thường là vậy thôi. Bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn. Vấn đề sau hôn nhân đi. Sau hôn nhân. Vậy thì anh có tật xấu gì không? Thì cái ưu điểm của ảnh mà nó làm lố lên thì nó thành cái khuyết điểm. Đó, thí dụ. Thí dụ như con nít đó, theo quan điểm của em nuôi dạy thì nó có cái gì, nó có những cái tương đối thôi. Mình không nên bao bọc quá. Mà ảnh thì ảnh bao bọc quá cho nên bây giờ nó có những cái hệ lụy xảy ra. Như con gái em bây giờ nó sợ độ cao. Mà hồi nhỏ thì nó không hề sợ nghe chị. Nó mới vừa bò bò lên. Từ con. Bây giờ á, chị biết không, tới nỗi mà nó lỡ nó chật chân nó té là nó không biết nó có đau hay không. Mà nó quay qua, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Hỏi sao vậy, con làm cho ba mẹ lo lắng. Mà cái người cái người mà cổ nhìn đầu tiên là anh. Tại cổ biết là anh rất là lo, cổ thành cái phản xạ không điều kiện cổ, đôi khi cổ làm cái điều gì đó cái cổ quay liếc nhìn nhìn mình coi mình có lo lắng, có trách móc cổ hay không, tức cười. Nói vậy đó. Rồi cái vậy em làm TikTok từ cái lúc mà con em mới sanh, đáng yêu lắm luôn. Rồi vậy dạ. Là cả nghĩ hay lo, hay lo dạ, toan với lại hay lo tưởng tượng viễn vông nữa. Bắt đầu hay tưởng tượng viễn vông nữa. Có đúng những rồi. Chuyện nó chưa có xảy ra mà em không nghĩ là nó có cơ hội xảy ra đâu, nhưng mà vẫn chặn trước. Mà cái điều đó làm cho ảnh rất là hao tốn chất xám, tinh thần, sức khỏe này kia. Nó cũng gây cho em một cái sự ảnh hưởng nhất định. Là tại vì trong nhà có ba người mà ảnh căng thẳng, tụi em đâu có thể nào mà không căng thẳng theo được. Nó bị ảnh hưởng tâm lý quá, anh bị cảm nghĩ quá rồi. Rồi sao nữa Vân? Rồi. Còn cái tật gì nữa không? Dạ. Thầy chắc chắn là thầy nhớ dài lắm đúng không? Hay là... Không, ảnh cũng hay quên lắm. Đó, đây. Ngày sinh nhật của em không nhớ, số điện thoại em cũng không nhớ. Em định trách rồi mà em suy nghĩ lại, thật ra sinh nhật ảnh cũng có nhớ đâu. Hay quên. Dạ đúng rồi, mấy cái chuyện đó là anh không có để trong đầu. Mình cần nhớ cái gì nhớ thôi, chứ mấy cái này thì mình có thể mình truy cập trên điện thoại được mà, đâu cần phải để. Nhưng mà đâu có nghĩa là ngày đó rồi mà truy cập. Có nghĩa là cái quan niệm của anh. Ví dụ nhất cũng phải nhớ, ví dụ như là vợ mình nó sanh tháng 5 chẳng hạn, thì nhớ nha, tháng 5 nè. Coi nhớ ngày nào nhớ nó. Mà sinh nhật em dễ nhớ lắm luôn á, sao anh bận. Giờ không nhớ sanh tháng mấy luôn rồi lấy gì truy cập. Dễ nhớ lắm, sao ảnh quần. Thực là ông không để tâm á. Dạ, thì có nghĩa là chuyện nào ảnh cần để tâm thì ảnh sẽ nhớ. Chuyện nào cần mới để. Đó, là vô tâm đó. Dạ, không để tâm có nghĩa là vô tâm đó. Là hai tật xấu rồi nha anh. Còn gì nữa. Bữa nay là banh chành luôn. Banh chành luôn. Em nghĩ là có những cái mâu thuẫn tụi em nó xảy ra khi mà cái sự lớn lên của em và ảnh nó khác nhau. Ảnh lớn lên trong một cái thời điểm nó khác em. Cho nên cái những cái suy nghĩ của ảnh em không có hiểu được. Mà những cái suy nghĩ của em thì ảnh cảm thấy nó bị ngốc nghếch, hay nó bị ngờ ngợt, hay là nó bị nông cạn quá. Nhân đây thì mình cũng hỏi luôn nha. Được biết là thầy có một thời gian thầy gặp một cái biến cố về sức khỏe. Dạ. Nhân đây thì Vân có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cái lúc đó được không? Vụ gì? Trời bình thường cái trời có gì đâu. Thương đó. Không, lúc đó thì đúng là anh rất là căng thẳng. Tại gia đình mình nó mới nhen nhúm hình thành. Vợ thì còn quá trẻ, con thì mới sinh ra. Mà mình lại mang một cái trọng bệnh nữa. Lúc đó là gần như là tôi bị viêm phổi rất là nặng luôn. Thì mình nghĩ rằng là có thể mình chết á. Anh cũng làm phiền vợ anh và con anh trong khoảnh. Vì lúc đó anh cần vợ anh tập trung lo cho cái cuộc sống của con anh nó mới sinh ra. Thành ra anh muốn toàn bộ cái tâm trí và sức lực của Vân là dồn chăm sóc cho con anh tách ra. Anh tách ra ở một cái không gian riêng. Và anh tự anh lo cái cuộc sống của anh và tự chữa bệnh luôn. Anh chỉ nhờ bạn bè rồi những người thân mà anh cảm thấy là họ có thể giúp đỡ được mình lúc đó. Và coi như tự thân vận động hoàn toàn trong gần một năm trời để anh hồi phục sức khỏe. Và tất nhiên là để mà sau khi hoàn thành bình phục rồi, anh cảm ơn những người đã giúp đỡ anh trong khoảng thời. Những người thân, gia đình anh ấy. Và những người bác sĩ mà rất là yêu thương anh và giúp đỡ anh để chữa trị cho anh. Anh gần như thoát chết, đi từ cửa tử trở về cuộc sống. Trong thời điểm đó, cho nên là cô ấy khi nhắc tới cái chuyện này cô ấy khóc là cũng hợp lý. Thật ra em đến với anh á, cái động lực của em rất là lớn mà. Em muốn chăm sóc cho anh. Nhưng mà tới khi anh bệnh á thì lại là em rơi vào cái hoàn cảnh là em phải dưỡng đứa con. Mà ảnh thì em biết đứa con là cái gọi là cuộc sống của ảnh luôn rồi. Em cũng không có lơ là gì được. Mà em nghĩ viêm phổi chữa gì thì nó hết thôi. Nhưng mà em lại không biết là ảnh rất là vật vả trong cái thời gian đó. Nhưng mà sau khi cái chuyện này xong rồi thì em lại phải nghĩ một cái hướng khác là như vậy nè. Biết đâu á, nhờ em tách ra như vậy á, thì ảnh có cái động lực để mà ảnh phải tồn tại. Tại vì vậy nè, khi người ta bệnh á, bác sĩ nói thuốc chỉ là gọi là 40% thôi.
còn 60% là ý chí, cái động lực để cho ảnh bắt buộc ảnh phải sống, bắt buộc ảnh phải khỏe. Lúc đó tôi đâu có nói tình trạng tôi nó nguy hiểm như thế nào đâu, tôi phải diễn mà, tôi là nghề diễn mà. Tôi diễn nhưng không có chuyện gì, rất là nhẹ nhàng. Rồi em ở bên lo đi, anh tự lo được, với lại anh còn gia đình bên mẹ anh giúp anh không sao đâu, vấn đề là bây giờ lo cho con cái đã. Anh diễn nhưng còn như là anh bị rất là nhẹ thôi, cổ tin điều đó đơn giản vậy thôi. Và như nhưng mà sau khi bị chữa trị bệnh xong rồi anh bắt đầu mới nói cho cổ sự thật là như thế, như em thế em chưa biết cái điều đó, khi mà anh được phỏng vấn rồi anh nói thì em mới biết thôi. Thì đó, em nghĩ như vậy là em sẽ bớt áy náy đi. Nhưng mà anh gì ông còn cái gì xấu nữa không vậy? Trời ơi, môi nữa nữa đi, quay trở lại đó. Mà trước đi khi đi tôi đã dặn rồi đó, cẩn không thận có, nha. Hay cẩn thận như vậy, hai cái người này ghê lắm. Không được, lên đây là đến cái phần này là nói là phải nói cho tận cùng luôn. Rồi ông có ghen không? Hỏi thiệt. Nhưng mà chắc không đâu. Có ghen. Những người như vậy là những người sẽ rất là ghen suy diễn. Đúng rồi. Cái sự ghen của anh nó xuất phát từ cái việc là giống như là em nghĩ là anh cũng muốn bảo vệ gia đình là chính thôi. Anh không muốn, tại vì nếu mà xảy ra cái sự việc gì đó ngoài ý muốn thì chắc chắn là nó sẽ tan rã với cái lòng tự tôn của anh. Anh hay lo xa như vậy đó, mặc dù nhiều khi anh cũng chẳng có nghĩ là chuyện đó xảy ra 100% đâu, nhưng mà anh thấy gọi là anh lường trước đó. Dạ đúng rồi. Anh là lường nhiều trước khi đó. Em giống như trên trời rơi xuống vậy đó, anh nói cái chuyện mà nó không liên quan với nhau luôn á mà anh ghép vô được. Có khi nào anh nghĩ là tại vì anh lớn tuổi hơn dân nhiều á, rồi đúng, anh sợ là mai mốt cái mình lớn tuổi quá rồi cái nó gặp mấy đứa mà có thể là mình đã mất đi cái sự hấp dẫn rồi đối với người phụ nữ đó rồi, thành ra mình chỉ sợ. Nhưng mà anh đâu có biết là phụ nữ người ta là bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lớn tuổi không? Đúng rồi. Anh không biết chuyện đó hả? Được. Em cứ nói ảnh là style của em rồi, là gu của em rồi. Đúng là, rồi. Là không có cần lo lắng gì hết. Người ta đã chọn từ đầu rồi. Dạ. Thôi giờ sẵn đây á, anh kể đi lý do gì mà tại sao anh có suy nghĩ vậy? Thì anh nghĩ là chắc có lẽ là cái ứng xử trong cái xã hội, trong cái quan hệ bạn bè của rất là thoải mái. Vô tư quá đúng không? Và nhiều khi mình ủa sao tự nhiên người phụ nữ là có thể thoải mái vậy ta? Kiểu như vậy thì bắt đầu mình có một sự lấn cấn thì thôi. Rồi sau đó thì mình hiểu là không phải. Rồi vô tư đó, vô tư đó, tại nó nít mà anh. Rồi thì đó vấn đề là em lớn đâu. Tôi nói hai thế hệ mà nó sống với nhau trong một gia đình, trong cái hôn nhân đó, nó có những cái lấn cấn mình không thể nào giải tỏa được. Hiểu không? Nó vì hai cái suy nghĩ nó gần như nó không có đồng nhất. Trong cái này là mình nói để kinh nghiệm trong cái quan hệ gia đình. Cái nhiều lúc mình đi làm về mệt, không biết là tại vì do anh hay là do em, có thể là anh có nghĩ hai lý do. Là anh đi làm về thì ví dụ như anh cần một bữa cơm. Anh cần một phần ăn trên cái bàn, vì em sẽ đem ăn lên cho anh để anh ăn. Thì bây giờ hiện giờ thì anh có cảm giác là anh không thể nào có cái chi tiết đó khi anh đi làm về. Và anh phải tự đi ăn ở ngoài trước khi anh về nhà. Thì chắc có lẽ là không phải là lỗi Vân đâu. Anh nghĩ là chắc là lỗi anh. Tại vì có những lúc mà Vân có chủ động chuẩn bị cho anh những cái phần ăn đó thì anh lại lo ăn trước rồi. Thì Vân cảm giác là Nó xuất phát như vậy nè. Tại vì muốn chuẩn bị bữa ăn cho ảnh thì em phải hỏi là chừng nào ảnh về, hoặc là ảnh có về hay không để em biết được em chuẩn bị. Nhưng mà nhiều khi nhắn như vậy á là không có trả lời. Lý do là nhiều khi nó xuất phát từ cái sự mà ảnh hay suy nghĩ viển vông á. Khi đi quay xa đi, nói là thứ tư về nhưng mà thật ra thứ ba đã về rồi. Thường là như vậy. Hoặc là nói là tối anh về nhưng mà thật ra trưa đã về rồi. Anh đã chuẩn bị không kịp đúng không? Dạ đúng rồi, có nghĩa là ảnh hay rơi vào cái trạng thái là cứ nói với em xa xa vậy đó nhưng mà thật ra là về sớm hơn. Nên làm phim thì Vân với Quốc Thuận biết rồi, đâu có đúng chính xác đâu. Lịch là như vậy, nhiều khi quay sớm hoặc quay muộn chuyện bình thường. Nhưng mà đôi khi em nghĩ cái do sâu xa nó lại là cái chuyện khác. Anh nghĩ nữa. Là nhiều khi anh không muốn làm phiền cổ. Vậy anh mong muốn cổ thay đổi cái gì? Mong muốn cổ phải tinh tế hơn. Hỗ trợ cùng anh để mà quán xuyến cái gia đình mình. Nhiều khi cổ vô tư quá, anh phải lo hết trơn. Đó, anh chỉ muốn điều đó thôi. Lấy bớt cái lo xa của ổng. À. Em mong muốn ảnh sao? Mong muốn anh thay đổi như thế nào? Em cũng coi phim nhiều, em bị ảnh hưởng là thường thường người ta chia tay nhau vì hiểu lầm. Cho nên anh nên thoáng cái suy nghĩ anh ra để khỏe cho ảnh thôi, chứ cũng không phải là cái gì ghê gớm đối với em lắm. Em cần là cái cảm giác là chồng mình tôn trọng mình. Người nhiều khi ảnh thấy em còn nhỏ hay sao á, ảnh cái cư xử em giống như là học trò lắm nha. Chắc có lẽ là anh cũng nên bắt đầu từ bữa hôm nay là anh sẽ cho em tự quyết định những cái gì đó trong cái quán xuyến, trong công việc gia đình, trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Tại sao chương trình này làm như nó có duyên hay sao á? Đó, Tinh Vân bây giờ nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nữa. Nó là một sự tinh tế. Và chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe. Và Vân cũng vậy.
sẽ luôn là một người phụ nữ, không phải là mãi mãi 25 mà sẽ là một cô Tuyết Vân, nó phải lớn hơn ở tuổi 39. Em cảm ơn thầy, cảm ơn Vân. Depinde ce vrei să vorbesc acum. Poți să zic, poți să vorbesc despre absolut orice. Hỏi Ngân nè, tại sao em lại coi như là không đồng ý? Lúc mà mới gặp là ngoài xấu quá à. Xấu quá à. Đang ngủ cạnh vợ về mà không biết mơ cái gì, không biết mơ quýnh nhau với ai á. Mà trời ơi, tay trong đập khu loạn xạ lấy cái lên mà toàn đập vô mặt em không à, đập vô mặt, đập vô người em không á. Đau, đau muốn xỉu luôn á. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Hello. Bạn nói tiếng Việt được đúng không? Vâng. Đó, nhìn thấy cô dâu lúng la lúng liếng, mắc cỡ e thẹn đồ, thấy dễ thương quá à. Nó nghe là mới cưới hả? Không. Dạ không, bọn em cưới được hơn 2 năm rồi. Vậy hả? Wow. Trời ơi, mà nhìn lúc nào cũng thấy là như là vợ chồng son sắc. Đúng, đúng tiêu chí chương trình đó. Vợ chồng son à, rất là son. Rồi, rất là vui khi được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh mời em giới thiệu về mình. Em tên là Valentin Constantinescu. Em là người Rumani và anh sinh năm 85. Tuổi trâu. Đúng anh, là tuổi tuổi của năm nay luôn. Tuổi năm nay vâng. Tuổi của em á. Tương xử. Bình thường người Việt gọi em là Valen bởi Valentin là hơi dài. Còn các bạn nước ngoài gọi là Vali, nhưng mà Vali người Việt sẽ đọc là Vali. Thế thì cho người Việt thì bình thường em tự giới thiệu bản thân là Valen. Công việc của Valen là gì? Em là, nếu mà nội trợ thì về chồng thì nó như nào? em là chồng ở nhà. Là nội trợ đó. Là chồng trợ. Valen là nội trợ. Là chồng nội. Bởi vì vợ em là người kinh doanh và em tất nhiên là giúp vợ em với kinh doanh. Rồi mà em? Dạ em tên là Phạm Thiên Ngân, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và... sao đến từ Hà Nội mà nói tiếng Nam hay vậy? À. Dạ thì đổi qua nói tiếng Bắc cũng được ạ, nói tiếng gì cũng được. Hay quá. Em đang làm kinh doanh gì vậy? Hiện tại thì bọn em mở mở quán cơm, mở bán cơm văn phòng và cơm tấm. Khách sạn chó mèo nữa. Chị hỏi nè, hồi lúc tụi em gặp nhau á, là tụi em dùng ngôn ngữ là tiếng Anh hay là tiếng Rumani? Cả hai ạ. Em không có biết tiếng Rumani. Bởi vì chị mới nói là Rumani là ít ai biết lắm. Dạ đúng rồi. Là... em nói một vài câu bằng tiếng Rumani để mà cho anh nghe đi. Depinde ce vrei să vorbesc acum. Poți să zic, poți să vorbesc despre absolut orice. Ok. Ok, vậy thôi đó. Rồi, không, nhưng mà vợ em cũng biết một chút tiếng Rumani, một số từ. Rồi, bây giờ kể anh nghe đi. Cái lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là qua Facebook. Thì hồi đó là ảnh kết bạn làm quen với em á. Mà tính em thì hơi bị chảnh, nên là thường là có người lạ thì kết bạn thì em không có đồng ý. Thì nhưng mà em thấy có bạn chung trên Facebook á, thì em mới hỏi là không biết là có gặp nhau ở đâu chưa, kiểu là ví dụ như là đi chơi hay là có bạn chung gì đó. Thì em mới nhắn tin em hỏi là ê anh ơi, mình có quen nhau không? Cái thì ảnh về sau thì ảnh mới trả lời là không, không có quen nhau, nhưng mà bây giờ thì làm quen đi. Đó, vậy là bọn em bắt đầu bọn em nói chuyện với nhau. Nhưng mà nhắn bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh? Dạ em nhắn bằng tiếng Anh, tại vì em thấy ảnh là người nước ngoài nên em không có nói tiếng Việt. Nhưng mà Valen ở đây lâu chưa? Vâng, em sang đây vào năm 2004. Gần 10 năm hả? Hơn 16 năm rưỡi. Mấy? 16 năm rưỡi. Oh, đúng rồi. 2004. Wow. Là em coi như là em đi về về đó phải không? À, không ạ, em sang đây học ngoại giao, em sang đây học bổng. Và sau khi em học xong thì em cứ ở lại thôi. Nhưng mà anh hỏi này, anh thắc mắc là anh đang muốn biết là tại sao em lại kết Facebook bạn này. À, bởi vì đã có một số bạn chung, với cả lúc đó thì cái profile với cái ảnh trông rất là xinh và đẹp và hay. Cái cách chụp ảnh là một cách tự nhiên. Chứ hỏi bây giờ đa số con gái thì cứ chụp ảnh như kiểu là hoặc là nhìn là người với xe ô tô nào đó, hoặc là với cái gì rất là em thấy chán, không hay lắm. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Năm ngày. So với cái tấm hình ở trong avatar và những hình ảnh của cổ trong Facebook thì nó có khác nhau không? Có khác nhau tất nhiên rồi, bởi vì ảnh không phải là sự thật. Và những cái gì khác nhau thì là tốt hơn. Em lần đầu tiên em gặp ảnh thì ấn tượng của em không có được tốt lắm.
Tại sao? Nói sao ta là ảnh ăn mặc hơi bị không có đúng gu em. Mặc một cái áo len dài tay ở bên trong. Xong rồi ảnh mặc một áo thun ra ngoài mà màu sắc thì nó không có phối được với nhau. Nó không có, nói chung là nhìn nó rất là kỳ cục. Xong rồi mặc một cái quần rộng thùng thình. Xong rồi đi một đôi giày mà kiểu giày mà hơi bị rách rách một xíu á. Nhưng mà nói chung... giày này. Có thể là giày này với quần rộng rộng mà cũng không phù hợp. Nói chung là không có mốt, không có quan tâm về quần áo, về ngoại hình, không có để ý đấy, ngoại hình không có bản bao chỉnh chu. Mà nhưng em gặp là ở Hà Nội hả? Dạ đúng rồi. Sau đó thì em nói chuyện với ảnh thì nói chung là cũng đi chơi bình thường thôi. Thì ban đầu em cũng chỉ xác định là bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà chắc chắn là Valen là người tỏ tình với em trước. Dạ đúng rồi. Bởi vì là thì sau khi Ngân đã trả lời tin nhắn của em bằng tiếng Anh và khi nói chuyện thì cũng đã nhận ra là em biết tiếng Việt. Và lúc đó thì Ngân cũng bảo là thế bởi vì em thấy người nước ngoài biết, nói tiếng Việt rất là dễ thương thì video chat đi, thì đã video chat. Nhưng thực ra Ngân thích những người nước ngoài bập bẹ bằng tiếng Việt, không phải là nói lưu loát. Bập bẹ thôi, thì thấy việc này là một việc dễ thương. Bởi vì cứ cố gắng để học tiếng Việt mà cứ là tôi là người nước ngoài và tôi nói tiếng Việt kiểu đấy. Nhưng mà khi mà gặp em trên video chat thì đã nói 45 phút thì đã video chat và nói bằng tiếng Việt, tiếng Anh thì rất là lưu loát và như thế. Thì Ngân bảo là ok, không dễ thương nữa. Nhưng mà dần dần như thế từ ngày đó thì bọn em đã nhắn tin và video chat ngày nào cũng thế đến thứ sáu, khi mà cả hai bọn em đã có thời gian để gặp nhau. Thế thì có nghĩa là đến 5 ngày đó là như đã biết nhau và đã biết về nhau thì rất là nhiều rồi. Thế thì lúc đó em đã cũng rất là thích Ngân rồi, và khi mà đã gặp trực tiếp thì em cũng đã thấy là em muốn Ngân là bạn gái của em. Thế là tôi tính luôn rồi, nhưng mà Ngân bảo là phù nhận thế thì không, anh ơi, chỉ là bạn thôi. Nhưng mà em cũng đã luôn. Em cũng đã có thể cảm giác là Ngân đã thích em lúc đó rồi. Ngân bảo từ chối, bảo là không. Nhưng mà em biết là chắc là trong đầu thì đã thích rồi. Phải làm giá chứ. Không. Lúc đấy là em ý của em là Ngân đã không biết và đã bắt đầu thích em rồi. Trong lòng thì có trong nhưng mà lòng, chưa. Tức là tình trong như đã mà ngoài còn đúng e. Giờ phải hỏi vậy, Ngân nè. Hỏi Ngân nè, tại sao em lại coi như là không đồng ý? Lúc mà mới gặp là ngoài xấu quá à. Xấu quá à. Một cái nữa là em bị hơi vấn đề tâm lý về cái việc là em không có thích người quá là lớn tuổi. Ảnh hơn em 11 tuổi lận, 31 tuổi là cũng đứng tuổi rồi. Cái tuổi đó người Việt Nam mình là có vợ, có con hết rồi á. Tại sao mà không biết mà tự dưng lại thích cái con nhóc mà mới có 20 tuổi đầu như mình. Thì em cảm thấy nó có cái gì đó hơi bị phi lý á. Em cảm thấy không an toàn. Tỏ tình lần đầu không được, vậy thì tỏ tình bao lâu thì em mới chấp nhận? Lâu thì không đếm được, nhưng mà thời gian là 1.5 tháng. Coi như hầu như là tần suất có thể một ngày hoặc cách ngày em tỏ tình lần. Khi mà gặp nhau thì đi chơi với nhau, có thời gian vui vẻ với nhau và em tỏ tình. Đó, thì đó. Cái lần tỏ tình đó, ảnh có cái gì đặc biệt không? Cái lần tỏ tình mà em đồng ý. Thế anh diễn lại đi cho nó dễ. Nó thì là đang ngồi trên sofa, đã có một cái bàn. Và khi mà mang đồ uống thì bảo là do you wanna be my girlfriend? Tới vậy thôi em. Nhưng mà tại vì em thấy nó dễ thương á, kiểu là ảnh cố gắng rất là nhiều rồi. Trong cái câu đó thì nó không có cái gì đặc biệt cả, nhưng mà mình có thể cảm nhận được là người ta thật sự là vô cùng là thật lòng trong từng cái câu chữ đó. Nên là em mới nói là thôi thì ok, bây giờ đồng ý rồi, chuyện tương lai thì mình tương lai mình tính tiếp. Thì rồi sau đó là có tặng luôn nụ hôn không? Tất nhiên rồi. Là nụ hôn đầu tiên là ở đó luôn. Vâng được rồi. Thế thì là nó mọc chính thức rồi thì chính thức thì mua. Thế là bảo là đã đồng ý rồi, cái sau bao nhiêu lần đã tỏ tình rồi thì bây giờ đồng ý rồi thì vuf nhảy luôn và là ok. Vuf. Khi mà yêu một người đàn ông nước ngoài với lại người Việt Nam á, khác nhau nhiều không? Thì em thấy là ảnh thì cũng như bao người đàn ông khác thôi, nhưng mà ảnh có những cái điểm rất là đặc biệt mà em rất thích. Ví dụ như là ảnh cực kỳ yêu động vật nè. Hay là ảnh cực kỳ là chăm lo cho em và cực kỳ lo lắng. Nói chung là ảnh rất là biết lo và thương vợ. Nên là ví dụ như là thường là em không có phải làm cái gì hết á, mà việc gì ảnh cũng chăm anh làm. Là ví dụ như là nhiều hôm là rảnh lên là hôm nay anh nấu cơm cho em ăn này. Vậy thì Valen có lãng mạn không? Cái lúc mà yêu nhau em quen ảnh tới giờ là lúc nào anh cũng lãng mạn hết trơn. Rồi cái đợt mà
Bọn em yêu nhau kỷ niệm một năm đó. Tự dưng ảnh nhắn tin cho em buổi sáng ảnh gọi em xuống. Em mở cửa ra một phát thì thấy ảnh đã ngồi trong cái xe hơi. Bọn em thì không có xe hơi nên là ảnh đi thuê một cái xe hơi. Cái ảnh lúc đó là em thấy ảnh ngồi trong đó rồi. Ảnh ló đầu ra ngoài cửa sổ vậy này. Ảnh nói là em lên em xin phép ba mẹ em đi chơi với anh. Đi chơi nói là đi chơi mấy bữa rồi về nha. Đi chơi thì ảnh chở em qua Hà Long. Vô tới cái phòng khách sạn là em thấy là có nguyên một cái banner rất là to. Ở trên đó thì ảnh ghi một đống cảm ơn em vì một năm qua em đã ở bên cạnh anh. Thật sự là chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình hạnh phúc như vậy các thứ. Nói chung là ảnh nói rất là nhiều. Cảm nghĩ của ảnh lên cái banner đó. Dạ đúng rồi. Và còn có bánh kem các thứ. Nói chung là rất là lãng mạn. Và cái lúc đó thì thật sự là em nhìn cái con người đứng trước mặt em thì em biết là đây chính là người đàn ông mà dành cho mình, vì người ta thật sự quá yêu mình và mình cũng quá yêu người ta, và không có cái lý do gì nữa để mà mình không ở cạnh người ta nữa. Hay quá. Giờ tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Đăng ký kết hôn vào ngày 28 hay là 29 tháng 8. Và về đám cưới thì bọn em chưa có và đã định tổ chức vào năm nay. Nhưng do dịch như thế thì không thể, thì đã quyết định là sẽ hoãn đến khi COVID, tình hình COVID trên thế giới sẽ là ok. Bởi vì cũng họ hàng với cả các bạn từ bên Romania sẽ phải đúng sang rồi, đây phải sang. Em thì là chắc chắn là gặp ba mẹ vợ rồi. Vâng. Nhưng mà em thì tình hình dịch thì em có gặp được ba mẹ chồng chưa? Em có gặp mẹ chồng em thôi, chưa gặp ba chồng em bao giờ. Là gặp ở đây? Dạ gặp ở đây. Vì mẹ chồng em qua đây. Cái cảm giác đầu tiên của em khi mà em gặp ba mẹ vợ thì sao? Đối với bố, đúng là lần đầu tiên là một chuyện hơi hay. Bởi vì lúc đó thì em được ngăn về sau khi đi chơi khoảng 11 giờ tối gì đó, thì hơi muộn. Quyền nhìn như thế, bởi vì là một con trai đưa con gái về giờ muộn, về cả nước ngoài nữa. Thì bố cũng là những kiểu mặt như thế này. Thì lúc đó em bảo, chào chú ạ. Rồi lại lần gác luôn, bảo là oops. Thì lần đầu tiên em gặp bố. Gặp mẹ thì một buổi trưa em nhắn tin và bảo là Ngân có rảnh không, bởi vì tự dưng bây giờ anh rảnh thì đi ăn trưa. Thì Ngân bảo là ok, đi đang ở đây. Thì đưa địa chỉ, em đến vào lúc đó thì thấy Ngân ngồi với mẹ. Bảo là ok, chào cô ạ. Thì ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện. Vâng. Bây giờ là chắc bố mẹ có thương Valen không? Dạ, giờ thì có, ban đầu thì có thì lắm lùng. Dạ. Nhưng mà giờ chắc với ông này chắc có lẽ là rất là cưng đúng không? Dạ, giờ thì cưng rồi. Các em ở chung với nhau là được 2 năm mà đúng không? Dạ, bọn em quen nhau từ năm 2016. Thì sau 2 năm làm đám cưới thì bây giờ là ở chung thêm được hơn 2 năm nữa. Rồi, bây giờ cho hỏi cái phần tật xấu của nhau. Với Valen có nhiều tật xấu không? Ảnh thì là một người đàn ông gần hoàn hảo. Ban đêm ảnh mà ngủ, mà lúc nào mà ảnh ngủ say, và khi mà mệt, cơ thể mình đã mệt rồi thì ngủ rất là say. Thứ nhất là ngáy nè, nhưng mà ok, ngáy thì em có thể bỏ qua được. Nhưng mà đang ngủ cạnh vợ về mà không biết mơ cái gì, không biết mơ quýnh nhau với ai á. Mà trời ơi, tay trong đập khu loạn xạ lấy cái lên mà toàn đập vô mặt em không à, đập vô người em không á. Đau, đau muốn xỉu luôn á. Mà không dám gọi dậy, tại vì là sợ gọi dậy thì mất giấc ngủ. Em lại phải nhẹ nhàng lật người ảnh qua bên cạnh để cái gà ngủ dậy thì sẽ bảo là xin lỗi em ngồi cái rồi lại ngủ rồi lại một lần nữa, cái không điều khiển được. Nhiều khi là do áp lực ban ngày á, nhiều khi không mà em như thế từ bé. Từ nhỏ luôn. Vâng. Không biết trong đầu của anh di chuyển như vậy, có nghĩa là tăng động. Vâng. Đúng rồi. Trong lúc thức cả trong giấc ngủ luôn. Đúng rồi, vâng, tăng động lắm anh ơi. Em có nhiều năng lượng và khi mà ngủ thì em ngủ. Nhưng mà đây ngủ dậy thì chỉ cần vào lại Valen, ngủ dậy ngay. Và sau 5 giây thì làm ngủ tiếp. Em ngủ rất là dễ, rất là dễ ok. Dễ ngủ và dễ thức. Đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? Một cái nữa là người ảnh nóng lắm. Nhiệt độ cơ thể lúc nào nó cũng cao. Và ảnh đối với em như kiểu là một cái lò á. Ở cạnh lúc nào cũng như một cái lò. Mà em thì là một người cực kỳ sợ nóng. Em là động vật như kiểu động vật ưa lạnh á. Em thích những cái nơi lạnh. Kiểu là khi mà ở bên nhau thì nó cũng hơi bị hạn chế. Tại vì không có ôm ấp nhau được nhiều. Ngủ cũng vậy, là ngủ mỗi đứa một bên. Thì vì là cứ ôm em một phát, xong rồi tới 1-2 phút sau thôi, chỉ cần 1-2 phút sau thôi là em thấy nóng quá thôi anh ơi, bỏ ra đi đừng ôm nữa, bỏ ra. Rồi cái gì nữa? Hết rồi anh. Người đàn ông gần hoàn hảo. Hoàn hảo quá rồi. Mỗi một ngày có hôn vợ nhiều không? Lúc nào cũng hôn. Ôm hôn suốt ngày đó anh. Rồi bây giờ tới Valen đó. Thế vợ có tật xấu gì không? Chỉ có một cái.
là không chịu nóng. Và vì vậy thì rất là khó chịu nóng ôm. Là không cho chồng ôm đúng không? Khi mà đi ngủ em rất là thích để khi mà cả hai đứa có thể rất là mệt thì có khi mà ok ôm nhau và ngủ. Và khi mà ngủ thì sau đó ok thì mình sẽ tách ra trong khi ngủ. Nhưng mà trong lúc đi ngủ thì ngủ ôm nhau trong hoàn cảnh ôm nhau. Thì nhưng mà cái này rất là hiếm, bởi vì bình thường thì sẽ cần nhiều thời gian hơn. Rồi bây giờ thì Valen muốn vợ mình thay đổi điều gì? À không có gì là muốn thay đổi. Không muốn thay đổi luôn. Không, sao vì bạn tránh giữ nguyên như vậy đúng không? Đúng rồi, bởi vì em hiểu Ngân, bởi vì Ngân là như vậy. Thì nếu mà em đã muốn Ngân thay đổi thì chắc là em không bắt đầu yêu. Em thì sao? Em cũng vậy, em có đồng quan điểm, đồng suy nghĩ. Chỉ có điều là vì ảnh nhiều năng lượng quá nên là nhiều khi là cũng ước là anh bớt lại. Đang cố. Nhưng mà giảm là thiền, giảm. Thiền. Đúng rồi. Rồi anh nghĩ rằng là khi mà hai em có baby thì chắc chắn anh sẽ chia cái lượng năng lượng của anh ra, cái cho mẹ, cái cho con thì sẽ bớt. Nghe dạ em cũng hy vọng. Chúc tụi em hạnh phúc nghe. Rất dạ. Cảm ơn tụi em đã tham gia chương trình này. Dạ, rồi, cảm ơn anh chị. Nhưng mà cái ấn tượng của em đầu tiên về Hạnh là đẹp đã đúng không? Tức là em nhìn em thấy không, đẹp. Hồi đó gác gái đẹp lắm. Trời ơi, bây giờ vẫn gác gái đẹp. Thiệt không? Nhìn thẳng vào ánh mắt mình đi. Trời ơi, viết tặng người đang cua mà tặng bài thất tình. Không có duyên dễ sợ. Nhưng mà em không phục không? Em mà. Thì bây giờ nếu mà em không phục thì nghĩ sao em mà không nghe, chắc em dập máy em mắng luôn trận. Em đang ở nước ngoài nha, đừng gọi nha, lát gọi lại đi. Cả cái giới showbiz của Hà Nội với showbiz Sài Gòn đồn ấp vào lên và không hiểu hai đứa này nó yêu nhau lúc nào mà cưới nhau nhanh thế. Thực ra lúc bản thân chị cũng ngạc nhiên nữa. Cái đó là thực sự. Em đi ra chợ em mà muốn đi mua đồ ấy, giống như là đi chiến đấu ấy. Cái thời mấy năm trước em nói người ta chẳng hiểu gì cả. Em với anh ấy nói chuyện với nhau còn thỉnh thoảng còn chẳng hiểu nó nhau nói hiểu gì. Nhau. Vợ đứng trên lầu. Anh ơi lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Đưa lên ba chị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Thấy em son chưa? Son. Son 13 năm đủ son chưa? Ôi, rồi. Rồi mời hai vợ chồng. Chắc có lẽ là quý vị khán giả trong trường quay nhận ra đây là ai phải không nào? Cặp vợ chồng Minh Khang và Thúy Hạnh. Rất là vui khi hôm nay được ngồi đây trò chuyện cùng với cặp đôi vàng trong showbiz. Hả? Đúng chưa? Rồi bây giờ trước tiên chắc có lẽ là đúng format là mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Mình là bé Khang, hôm nay bé được tròn được 40 ấy tuổi. Bốn mấy tuổi đúng không? 40 mấy tuổi. Thôi cứ đầu bốn, có đuôi chơi vơi, ai cho nhiều cho. Em là nhạc sĩ Hoàng Phối Khí. Em người Huệ. Không, em bắt Huệ. Ủa, em có Huệ hả? Đúng Huệ. Chào tất cả mọi người, mình là Thúy Hạnh. Hiện nay thì cũng bằng tuổi ông xã hơn vài tháng, có thể gọi là máy bay bà già của không máy bay đâu, không máy bay nha. Còn công việc nghề nghiệp chính bây giờ là nội trợ ở nhà trông chồng và hai con. Bây giờ nè Khang, làm việc chung với nhau cũng nhiều thiệt nhưng mà chưa bao giờ biết về cái cuộc tình của ông với Thúy Hạnh. Lên mạng sao? Thôi hôm nay không lên mạng, tự nhiên trả lời một câu gì kỳ cục vậy. Trời đất ơi, Khang nó duyên dáng dễ sợ luôn. Có một cái thông tin này chắc là mọi người, nếu mà cũng có thể có người biết nhưng mà ít người biết hơn. Đó là cái vụ mai mối. Hai bạn này gặp nhau chả ai biết ai. Em không biết ông này là ai mà anh chàng này cũng không biết em là ai luôn. Một lần người gặp cô này đi với Đăng Khôi. Đăng Khôi ngồi đây, mình ngồi đây, Thúy Hạnh ngồi đây. Ê mày, Khôi mà, ai vậy mày? Ủa anh không biết hả? Không, tao đâu có rảnh đâu tao biết. Thấy nhìn cũng xinh xinh cũng được, ai vậy mày? Ủa nổi tiếng lắm, các tiếng lắm á, không biết hả? Không, tao đâu có biết. Người mẫu Thúy Hạnh. Mẫu Thúy Hạnh là ai mày? Không biết, thiệt thật là không biết. Thì từ cái những cái không biết, những cái đơn như vậy thì vô, được. Thôi ổn hay không, mà thấy cô này lạnh tanh, thấy ghê quá. Nhưng mà cái ấn tượng của em đầu tiên về Hạnh là đẹp đã đúng không? Tức là em nhìn em thấy không, đẹp. Hồi đó gác gái đẹp lắm. Trời ơi, bây giờ vẫn gác gái đẹp. Thiệt không? Nhìn thẳng vào ánh mắt mình đi. Thích cái nét đẹp thôi. Rồi bây giờ tới Hạnh. Thôi muốn hỏi Hạnh là cái ấn tượng đầu tiên của Hạnh khi gặp người đàn ông này như thế nào? Nếu mà nói thật lòng em chẳng có ấn tượng gì cả. Chưa nha, ngày xưa đẹp trai hơn. Trời ơi. Hồi đó có tóc không? Cỡ Lâm Chí Khanh. Nghĩ đó tóc hai mái phải không? Không, hồi đấy cũng ít tóc nữa nhưng mà gầy hơn bây giờ. Cái thời quen em là có 72kg thôi. Em với Khôi thì Khôi cũng là ngoài Bắc, thì hồi đó em đi làm chương trình thì
mấy chị em gặp nhau thì thấy Khôi có dắt theo anh chàng này. Thế nên là thì cũng biết có giới thiệu đây là nhạc sĩ thôi. Thì cũng biết à ừ thế anh chàng này cũng hiền hiền vậy thôi. Nhưng mà ấn tượng của em là sau đó em cũng có việc em cần đặt bài, đặt hàng để làm nhạc. Thì vô tình là mới nhớ ra là Khôi có một anh bạn nhạc sĩ ở Sài Gòn mà nghe nói là cũng có rất là nhiều bài hit thời điểm đó. Thế nên là em mới nhờ là Khôi thử liên lạc để đặt hàng anh Khang. Nói chung là hai người quen nhau từ công việc trước. Xong cái việc là đặt hàng các khúc thì liên lạc với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn rồi chả hiểu đổi nhau lúc nào chả biết. Rồi lúc nào là em đổ gục, em nói chị nghe coi. Xong rồi kẻ bắt người nam, đúng không? Xong vô tôi viết một bài khác. Bắt đầu mùa thu chuyển mùa đông. Một mùa thu lãng mạn. Mình nhạc sĩ nữa, trong Nam ngoài Bắc nữa. Bắt đầu là nhớ rồi, bắt đầu là sáng tác ca khúc. Đó là ca khúc Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa Đông, Khóc Mùa Đông. Khóc Mùa Đông mà khi sáng tác xong, làm gì? Khi viết xong ta làm gì? Ta bóc điện thoại lên, ta gọi và ta hát trên điện thoại. Trời ơi, là... Khang hát một câu đi. Ê, hát câu là nghe. Lên mạng sợ. Thôi, không có mạng. Không có mạng. Không có xài mạng, tôi không có xài mạng. Không, lúc đấy là, thực ra là lúc đấy em đang đi công tác nước ngoài chứ. Mà gọi điện mà ông gọi ông hát mà thề em thật với chị lúc đấy mình sót tiền điện thoại dã man mà không nghe nói. Nhưng mà nghe đã lắm phải không? Ông nói chuyện điện thoại là cả mười mấy phút đồng hồ em về trả tiền điện thoại ngoại mạng chết luôn á. Thôi bây giờ quay trở lại, bây giờ hát một câu nghe coi. Tôi không biết bài đó. Buổi sáng trên mặt hồ công viên này. Cơn mưa phùn vừa qua lối này. Tôi quặn mình trong chân với nỗi đau vừa đi qua. Trời ơi, viết tặng người đang cua mà tặng bài thất tình. Không có duyên dễ sợ. Nhưng mà em không phục không? Em yêu mà. Chứ bây giờ nếu mà em không phục thì nghĩ sao em mà không nghe? Chắc em dập máy em mắng luôn chật. Em đang ở nước ngoài nha, đứng gọi nha, lát gọi lại đi. Em cố em nghe hết 15 phút đó chị. Coi như là lúc đó là đổ rồi đúng không anh? Nói chung là cũng có rồi. Khi mà em tiếp xúc với anh chàng này thì em cảm nhận khác. Tại vì Khang thì cũng hơi thiệt thòi so với rất nhiều người khác là Khang mồ côi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất là sớm. Nên là khi mà gặp một cái anh chàng mà người ta dành một tình cảm một cách rất là chân thành. Đối với em hình ảnh lãng mạn mà lần đầu tiên em nhìn thấy người đàn ông này dành cho em. Đấy là hình ảnh mà anh ấy đến nhà của em, lúc đấy là em đã dọn ra em ở riêng rồi. Anh ấy đến nhà của em và anh ấy thấy em đang dọn nhà thì anh lăn xả vào. Quét nhà, lau nhà. Ngày đấy không phải là lau nhà bằng cái cây lau nhà đâu mà phải giặt vò bằng khăn rồi quỳ xuống. Quỳ xuống. Thôi coi như là trà nhà này nè. Thì thực ra đối với em á, cái hình ảnh đó nó đáng quý hơn rất là nhiều là một bữa ăn lãng mạn với cả hoa hồng hay là rượu champagne. Thì hình ảnh đó làm cho em cảm nhận được đây mới chính là người đàn ông của gia đình. Rồi đến khi nào thì là Hạnh và Khang quyết định cưới nhau là khi nào? Từ lúc yêu cho đến lúc cưới chưa đầy một năm. Lúc mà em gửi thiệp cưới đi Khang cho tất cả mọi người bạn bè em Hà Nội, cả cái giới showbiz của Hà Nội với showbiz Sài Gòn đôn ấp vào lên và không hiểu hai đứa này nó yêu nhau lúc nào mà cưới nhau nhanh thế. Thực ra lúc đó bản thân chị cũng ngạc nhiên nữa. Cái đó là thực sự, nhưng mà chị muốn hỏi Khang này nè. Khi mà bắt đầu em Hạnh nhận lời là làm vợ em á, xong lại bỏ Hà Nội luôn đi vô đây với theo em á, lúc đó em sao? Trong tiên liệu hay là ngoài tiên liệu hay là hoang mang? Hoang mang hả? Nó bắt đầu khổ rồi. Vô sao lo đây? Nó vợ, nó con, lo mọi thứ đây. Ráng. Hoang mang nhưng mà hạnh phúc đúng không? Tụi em á, là hai đứa liều cưới nhau ấy chị. Tại vì thứ trước cái quan điểm của em là em không muốn rời Hà Nội. Luôn là em nói rằng em không bao giờ muốn rời cái mảnh đất mà em yêu. Ông Khang thì đang trong thời gian thật sự là cũng đang có nợ nần ở công ty, cũng đang không phải là thời gian tốt. Tính em thì thật sự mà nói thì tính em hơi bướng. Đâm ra đối với em nghĩ em chỉ đơn giản em nói với anh ấy là cả hai đứa mình đều có sức khỏe, đều lao động được. Thì không có lý do gì mà không lo được cho cuộc sống gia đình. Quan trọng là hai đứa có cùng đồng lòng với nhau không. Hai đứa quyết định cưới nhau và quyết định là coi như là gần như là tay trắng làm lại từ đầu. Lúc đó Khang phải đi vay tiền để làm đám cưới. Đám cưới là không có tiền để tổ chức đám cưới mà phải đi vay bên nhà nội, nhà Khang. Gia đình lúc đấy chỉ có 3 người và một số bạn bè. Tại vì gia đình Khang thì ba mẹ mất sớm, chỉ có một người chú, người anh cả và một người mẹ của một người bạn thân là đi xin dâu, còn lại là
không có đông như là người ta. Nên đối với em cũng nói với cả bố mẹ em là con quyết định cuộc sống của con, con cũng cảm ơn là bố mẹ nuôi dưỡng con trưởng thành đến bây giờ, nhưng mà con có thể được quyền tự quyết định cái cuộc sống sau này của con. Sướng thì con hưởng mà khổ thì con chịu. Và em quyết định là đi với Khang, bỏ hết sự nghiệp lại ở Hà Nội. Công ty em để lại cho Hằng mọi thứ hết, tại vì em vào Sài Gòn là em phải làm lại từ đầu, chứ công ty đâu có mang vào, kể có mang vào cũng phải làm lại từ đầu mà. Và khi vừa lấy Khang thì em cũng bắt đầu có bầu bé đầu tiên luôn. Nên thật sự là cái năm đầu mà em cưới nhau là một năm rất là hỗn loạn. Quá là khó khăn đúng không? Vâng, rất hỗn loạn. Nhà thì ở nhà thuê, xong bắt đầu cũng bắt đầu có bầu thì em đã không làm việc được, thì em lại phải phụ thuộc vào Khang. Nói thế thôi nhưng em vẫn làm cố đến tận tháng thứ 6. Tức là em vẫn đi dẫn chương trình, vẫn dẫn event, mà em mặc những bộ trang phục để có thể che bớt cái cơ thể. Và bạn em nhiều đứa nó bảo mày quá liều, vẫn còn cầy. Em bảo thì bây giờ như nào, vợ chồng đúng gọi là vợ chồng son, thời điểm đấy mới cưới không cầy thì đến bao giờ mới có thể có được cuộc sống. Nên là hai đứa cứ như thế tiếp tục cho đến khi là em quyết định là mình là phải an cư thì mới lạc nghiệp. Mình phải có một mái ấm, chứ mình không thể nào mình cứ suốt ngày lang bạt đi thuê nhà như thế này thì không biết bao giờ mới lạc nghiệp được. Thì em chỉ hỏi anh ấy đúng một câu thôi, là bây giờ em cần gần này tiền một tháng để trả lãi ngân hàng, anh có làm ra được không? Anh làm ra được thì em sẽ kiếm cách để mua nhà, mặc dù là tay không bắt giặc. Anh ấy suy nghĩ hồi, anh bảo ok anh cố anh làm được. Thế là em quyết định lúc đấy là tay không bắt giặc, đi mua nhà bắt giặc luôn. Vâng. Cái thời điểm đó đó, em làm như thế nào để mà em có thể vượt qua được cái khủng hoảng đó? Thì nghĩ tới chứ con, đứa con cứ nghĩ tới con thì vâng, phải cố là cố gắng đến cuộc sống, nó đề nghị những nợ nên có những thương cái khủng hoảng nào cái đó không? Với lại em từ nhỏ nó vất vả rồi, khổ rồi, cái chuyện này xá gì, mình còn trẻ mà có bàn tay mà cha mẹ đã dạy mình rồi, con có khối óc, cái bàn tay con không giận sợ đói. Chắc chắn một điều mà để ý thôi, rất là nhiều vợ chồng son mà em nghĩ là vợ chồng son thường là 3 năm đầu phải vượt qua. Đúng không rồi. Vượt qua 3 năm đầu là 3 năm đầu không. Là vất vả lắm. 3 năm đầu mà mình 3 năm đầu ở đây là Hạnh còn phải vượt qua được cái không gian, cái địa lý, cái sư, cái nếp sống và cả cơ địa, cả người. Vâng. Cái khó lắm. Em với anh này sống với nhau mà thỉnh thoảng còn không hiểu nhau nói gì mà chị. Em nhá, văn hóa em cũng phải làm quen lại nhá. Lối sống văn hóa, kể cả cách nói vùng miền khác nhau, từ ngữ cũng khác nhau. Em đi ra chợ em mà muốn đi mua đồ ấy, giống như là đi chiến đấu ấy. Cái thời mấy năm trước em nói người ta chẳng hiểu gì cả. Em với anh em nói chuyện với nhau còn thỉnh thoảng còn chẳng hiểu nhau nói gì. Hiểu nhau. Vợ đứng trên lầu. Anh ơi lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Đưa lên ba chỉ. Không phải. Cái gì á? Cái đĩa. Vợ chồng không hiểu nhau nói gì. Chả hiểu. Vang lên hai lần là gì? Đây có mỗi cái chuyện sinh hoạt trong nhà mà nhiều khi phì cười, tại vì toàn lấy đồ sai, tại vì dùng từ khác nhau mà chị. Rồi như vậy là các bạn đã lấy nhau là 13 năm. Trong 13 năm coi như là có thật xấu gì lòi ra không? Đó bây giờ là cái lúc đến lúc mà tôi thật xấu á. Có nóng tính không? Đó, ai nào? Thận tôi có nóng tính không? Khỏi thận cho nhanh. Không, bây giờ hỏi Hạnh đi. Không nóng tính chị, không hề nóng tính mà cực kỳ nóng tính thôi. Ừ, nó nóng tính lắm. Nóng tính lên máu thì chị biết rồi đó. Tính Khang em nha, nếu như mà thương ai á thì bao nhiêu ruột gan đưa ra hết. Nhưng mà đừng để cho ông lên cơ mà ông nóng tính, ông ghét thì bao nhiêu ông quăng ra cửa sổ. Là con số 0. Tính vậy đó chị. Mà ở đây là em cũng nói Khang bây giờ thay đổi rất nhiều đấy chị. Bớt nóng hơn rất là nhiều, tại vì cái nóng tính nó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, chứ không phải chỉ riêng là cái tính không đâu. Này con cái nữa, vợ con nữa. Thứ hai nữa, nóng tính thì mình thiệt chứ người ta đâu. À đấy, bây giờ biết nói rồi. Rất là dễ. Bây giờ biết tự nói. Đây là cái câu mà tôi hay nói với anh ấy lắm. Đấy, giờ biết tự nói luôn rồi. Rồi còn gì nữa? Ông mà vẫn nóng chứ. Ủa. Ôi chị ơi, còn một cái tính nữa thì ôi chị nhìn này. Chị nhìn này. Tốt bụng. Tốt bụng đây là nghĩa đen mà nghĩa bóng. Tốt bụng lắm nên đói ăn cái là xấu tính cực kỳ. Xấu tính đói đúng không? Ôi xấu, đừng để ông ấy đói, ông ấy đói thì xấu ngủ không? Xấu ngủ thì không đến mức là... Cũng may chương trình mời tới đây cái giờ lỡ cỡ. À, giờ lỡ cỡ. Giờ này giờ không phải giờ đói đấy, chứ giờ đói thì chắc là dục loạn lên, nhanh lên đói nó thì đi về mà. Vậy bây giờ với Khang là em có mong muốn Khang thay đổi cái gì không? Cái mà thay đổi đến bây giờ thì em vẫn nói thay đổi được một ít rồi nhưng vẫn còn.
đấy là vẫn là cái nóng tính. Nóng tính. Vâng. Ngày xưa em ở Hà Nội nha, là khi mà em làm công ty của em là em cũng thuộc dạng thét ra lửa, em cũng ghê gớm, cũng nóng tính lắm, mà cái ngày em từ ngày em cưới ông này về em nhường luôn. Cứ nhường luôn. Thực ra em mà nóng nữa thì có mà lửa nhà em cháy rừng rực. Đây thiên thượng hỏa mà. Thì lửa nhà em cháy rừng rực. Bạn bè em nha, ai gặp là em cũng bảo là tự nhiên em quay ngót 180 độ, ai gặp là em cũng ngạc nhiên hết. Nói em là người khác hẳn luôn. Hạt em là gì? Em thiên thượng hỏa luôn hả? Mà không, em là sa trung thổ. Thiên thượng hỏa định... mà em gặp con em cũng hết nóng. À, con em mạng gì? Tích lịch hỏa. Lửa sấm sét. Ông này là lửa trên trời, một cái lửa sấm sét. Con gái xử em biết à. Giờ tới em. Rồi giờ tới Khang đó. Hạnh có cái tính gì mà em mong muốn thay đổi không? Cũng là nhiều khi làm việc nhiều quá không mới control lại cái thời giờ. Nhiều khi cứ lao việc cứ phải là cho xong. Trách nhiệm. Nhiều khi tới cái tuổi rồi biết tạm bớt lại chút. Coi như là làm việc quên cả sức khỏe đi, luôn. Ngày mai tính hay là không kịp thì mà san sẻ. Cứ không, cứ ôm hết. Ôm đòn. Giải quyết cho xong. Đấy là vậy. Mà còn con nữa, còn chồng nữa. Làm chi vậy sao chịu ra nổi. Bằng khéo là làm việc quên chồng hả? Bằng khéo. Gọi gì nữa? Thế thôi. Thế thôi. Lại nhiều khi mỗi một cái tật xấu là nấu ăn ngon. Có hay cằn nhằn không? Có, nhiều khi cằn chứ. Nghĩ sao nhà vợ chồng nào nói nhà tôi hạnh phúc, nhà tôi không giờ gãy lộn. Xạo. Điêu. Thôi gì tới quá. Cái tuổi này á, thiệt sự vợ chồng tôi em á, chỉ cần nhìn nhau cái ánh mắt thôi là biết họ muốn đúng gì. Dạ, và phải làm gì. Hiểu là người đối phương tự động điều chỉnh. Đáng lý ra nếu mà mình với nhau thì chị sẽ không hỏi để làm gì hết. Vâng. Tại vì mình tự cảm nhận được, mình thấy mình cũng giống. Nhưng mà bởi vì với chương trình, với những cặp như tụi em rất là cần những cái sẻ chia này. Vâng. Để tại vì những cặp vợ chồng son họ còn non nớt trong cái yếu tố mà hôn nhân dữ lắm. Vâng. Thành ra là khi mà họ cứ chẳng hạn như là họ xem cái chương trình này, họ thấy được cái cách vợ chồng em kiểu như sống với nhau để mà có thể gắn kết cho tới thời điểm này, sẽ rút ra được kinh nghiệm cho riêng bản thân họ. Chính vì vậy mà muốn hỏi là để vì lý do đó. Giống như một cái kinh nghiệm, những hạt sỏi để mà cho các cặp vợ chồng em trẻ. Em chia sẻ thêm một ý nữa. Đó. Các bạn cặp phần sòng son đi, mới cưới hay là gì đó, có những cái trục trặc lớn gì trong gia đình về phía cha mẹ hai bên, hoặc là với câu mâu thuẫn cá nhân, thì hãy nghĩ tới những gì khó khăn nhất, hãy nghĩ tới những đứa trẻ thì chắc chắn kiểu gì cũng vượt qua hết. Cái quan trọng mà hai vợ chồng có thể sống dài được với nhau đó là nhường, phải biết nhường nhau. Nhường ở đây nghĩa là phải cả hai bên nhìn nhau để sống, chứ không phải là cứ một bên nhường hoài và bên kia cứ thế mà lấn tới thì cũng không được. Nãy chị có hỏi Thuận hỏi là ước mong gì thay đổi đó, không cần phải tới đây đâu, phải nói thường ngày không thích, không có vấn đề chỉnh sửa. 13 năm không nói liền là banh xác. Nóng ai cũng lửa. Lựa thời điểm. Đúng rồi, lựa thời điểm để hay nhất, chia sẻ. Đúng nhất. Thời điểm anh là quan trọng. Như vậy thôi em điều chỉnh hoặc là gì một hai lần hết luôn. Thế thôi. Thay mặt chương trình đó là phải cảm ơn tụi em rất là nhiều. Đó, và chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn Minh Khang. 33 năm. Cảm ơn chị. Khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã, rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn, cái là anh vô anh hỏi anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Anh ấy tưởng là em đồng ý, cái anh chụp tay em, anh hôn, cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn, mình cái ủa cái gì vậy ta. Xong... có một cái điều mà em rất là ấm ức, đó là đã quyết định chọn em yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á, hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì, thì mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Trời ơi, cái mặt giống nhau quá. Như là sinh ra là để dành cho nhau nè. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chị Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Đình Hùng. Em là người sáng tác nhạc thương hiệu cho doanh nghiệp ạ. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 34 tuổi anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Phương Thảo ạ. Em đang là giáo viên âm nhạc, giảng dạy môn cảm thụ âm nhạc và piano cho thiếu nhi ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong một cái cơ sở, là trong một cái địa điểm gì đó nó có liên quan đến âm nhạc đúng không? Dạ thật ra thì là em trước đó là em quen một bé học trò ở Đồng Nai, rồi bé đó thì học chung với vợ em. Trong cái thời gian mà em quen bé đó thì em quen luôn các bạn bè của bé đó.
quen luôn bạn bè của đó, sau đó là thành hôn với bạn của bé đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp cô gái này, em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ, đầu tiên làm thấy rất là vui vẻ, cởi mở. Còn em sao Thảo? Thì lần đầu tiên em gặp ảnh, em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ, lần đầu tiên gặp thì thấy anh rất là cao mà anh cũng rất là vui nữa. Được cái anh làm về cái âm nhạc mà mình cũng rất thích âm nhạc luôn, nên là hai người giống kiểu rất là hợp á, hát hò chơi với nhau rất là vui. Nhưng mà em có thích ảnh liền không? Thực ra là mình chỉ thích dạng vui tiếp xúc như anh trai chứ mình chứ không có tình cảm gì. Lúc nào chưa có tình cảm. Dạ, còn chưa có em tình cảm. Dạ, khi lần đầu tiên gặp thì em thích liền. Thích liền. Thích liền nhưng mà em ngỏ lời thì không có chịu. Rồi sau đó là tụi em có chờ đợi nhau không? Hay là mỗi đứa một hướng? Tức là mỗi đứa có người yêu riêng? Dạ, mỗi đứa có người yêu riêng chị. Dạ, thật ra là khi mình quen người yêu thì cũng sẽ có cái vã. Rồi mình cũng sẽ có những lúc buồn, mình giận dỗi. Thì mình sẽ tâm sự một vài cái mình buồn. Thì mình hay đăng lên thì anh này anh thấy mình đang buồn. Cái này anh vô anh hỏi, anh chia sẻ. Thật ra là em canh. Ủa sao kỳ, sao lại canh? Lúc đó em có người yêu. Dạ, tức là em quen người yêu được hơn một năm. Tỏ tình với bạn này không chịu đi. Thì em mới quen người yêu kia được hơn một năm. Thì lúc đó là em chia tay. Em trong lúc đó là trong tình trạng FA. Dạ, free, dạ. Em mới đợi bạn này. Xong là canh bạn này. Vâng, khi mà em thấy bạn này buồn thì em mới tỏ tình với bạn này. Hai đứa vào đọc chiếu phim. Thì em mới... thì mình đã thích cô này 2 năm trước rồi. Thì mình chủ động mình hỏi luôn, mình hỏi mà em tính hết rồi, cho dù có đồng ý hay không là em có mặc định như là đồng ý rồi đó. Sao cả. Em nói là làm yêu anh nha. Cái là bạn này bạn thì thầm cái gì á. Thì em chụp tay rồi em hôn tay luôn. Vậy đó. Xong rồi sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau em post cái hình hai đứa đăng Facebook. Là có nhập luôn, chốt luôn. Dạ, chốt. Dạ, định chủ quyền luôn. Dạ. Chịu hay không chịu. Nhưng cũng mà cái lúc đó chụp sao đâu, nó chụp vậy đó. Dạ, ngồi có phản kháng không? Ngồi, lúc đấy là ngồi khá gần mà em đang tập trung em xem phim. Anh hỏi cái gì thì em cũng không nghe rõ nữa. Em kêu dạ rồi tính là ra ngoài nghe rõ rồi nói. Anh ấy tưởng là em đồng ý. Cái ảnh chụp tay em, ảnh hôn cái mình cũng lúc đấy là mình đơ luôn. Mình kêu ủa cái gì vậy ta? Xong sau rồi ảnh có đăng Facebook. Thì ảnh đăng lên á, thì lúc đấy là em với người yêu em chủ trước á là chưa có công khai là mình đã chia tay. Mà ảnh đăng hẳn lên một phát một là hầu như là bạn bè của em á là... bất ngờ bạn bè chung á. Anh ấy có bao giờ mà anh ấy viết một cái ca khúc gì đó để mà tặng cho em không? Dạ, thực ra là có. Khi mà mới quen chưa được một tháng thì tới cái ngày 20 tháng 10 thì anh bí mật anh sáng tác một bài hát mình nghe rất là hay, thì mình rất là tình cảm nên kêu anh sáng tác tặng em đó. Thì em bất ngờ lắm, đứng hình luôn. Dạ, đứng hình luôn, tại vì mình cũng mới quen mà mình cũng không biết anh thời gian rảnh nào mà anh lại sáng tác cho mình. Mình thấy anh bận suốt à, vậy là xong hỏi ra thì là anh thức đêm anh ngồi anh sáng tác bài trong một đêm nó luôn, anh sáng tác được luôn. Đâu giờ hát chung đi, hai đứa hát chung cái bài đó cho mọi người nghe. Yes. Em hát một đoạn đầu mà không nhớ hết. Người yêu ơi, em đến cho anh tình yêu ấm nồng, tháng ngày em đến bên đời là cuộc đời thêm vui, là bầu trời thêm tươi, anh đến cho em nụ cười. Dạ, nhớ được. Dạ, nhớ như đó thôi đó. Rồi như vậy thì trong lúc mà chuyện hẹn hò của hai đứa như vậy, nó có những cái kỷ niệm buồn vui gì mà chị sẽ chia tâm sự với mọi người không? Có một cái điều mà em rất là ấm ức. Đó là đã quyết định chọn em, yêu em rồi mà suốt ngày chê em xấu. Nhưng mà em có tự ái và em chủ động em đòi chia tay không? Nhiều khi giận á. Dạ có, tức là ban đầu thì mình cũng không có gì đâu, mình kệ không quan tâm, nhưng chê mà quá chê quá mà. Nhiều đi. Nó thấm dần, bắt đầu tự ái mình nó nổi lên. Mà chê sao, chê sao em kể cho nghe coi. Chê kinh lắm. Có một lần về nhà, bên nhà vợ em á hỏi là con quen người như thế nào, mô tả em, trời ơi tả cái gì. Tả thì sao? Mắt híp một mí rồi cầm lọng rồi cao gầy. Đúng rồi cao nghều rồi tóc thưa rồi các kiểu á chị. Em nghe em không nhận ra mình. Em nghe không nhận ra mình luôn đúng không? Ê, nhưng mà nè, cái đó là chê yêu hay là chê mà chê thiệt? Chê thiệt đó anh, không phải chê yêu. Chê yêu thì em đâu có giận. Mà cái đợt đó là giận mà chia tay luôn mà. Em để lại một tin nhắn là ok bây giờ thì anh chỉ như vậy thôi. Giận bộ anh mà, tự ái vô liếng ông bà cha mẹ rồi. Cho tôi có yêu đó thôi. Mà em không biết thẩm mỹ cho nên là anh quyết định không đi thẩm mỹ, cho nên là chúng ta chia tay thôi. Rồi dạ, và em có đồng ý không? Thực ra là em chỉ muốn chê như vậy để cho anh tốt hơn thôi. Ví dụ như là anh gầy quá, chê anh cứ gầy như thế này, anh ơi anh đi ăn nhiều vô, anh đi tập gym đi hay gì đó. Em chỉ muốn chê để anh tốt lên. Nhưng mà
Thành ra là anh nghe nhiều á, anh không trả lời lại mình mà anh cũng im im, anh thầm lặng, anh hồi anh thân giống kiểu dồn nén lại, mình nói nhiều quá nên anh bộc phát, anh tức lên. Cái người yêu cũ của bạn này á là tập gym rồi à, Nam Vương hả? Nam Vương của trường đại học bạn học, rất là nói chung rất là đẹp trai. Sáu múi đó. Dạ dạ, sáu múi đó. Cuối cùng là chia tay được bao lâu rồi quay lại? Chắc có hơn một tuần anh. Lý do gì quay lại? Thì thật ra sau đó thì em nghĩ là bạn này chắc còn nhỏ, còn thua, dạ, thua em tới 6-7 tuổi lận. Sau một tuần thì bạn có để đồ ở bên nhà em, thì bạn qua lấy, thì lúc đó em chụp tay lại. Rồi thôi, mình không có chia tay nữa. Vậy á, dạ. Nói chung là nó cũng đơn sơ mộc mạc á, có làm rất là lãng mạn. Dạ. Tụi em yêu nhau được mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm luôn ạ. 2 năm. Dạ, dạ. Là bây giờ cưới được cưới được hơn 4 năm rồi chị. Cưới được hơn 4 năm rồi. Dạ. Thì là, bây giờ về nhà thì là có lòi ra những gì, cái tật xấu mà trong lúc yêu mình chưa thấy không? Lòi ra à? Bây giờ bạn này là giờ chị chưa gì chị biết là con nít rồi đó. Tính thì trẻ con nhưng mà lại có một cái tính nó giống như kiểu là gia trưởng đó chị. À. Tức là cái đó là muốn người ta làm theo ý mình, cứ nghĩ cái gì tốt là bắt mình phải làm theo. À. Em nói đơn giản như em thích ăn mì tôm là em chỉ thích ăn chanh với ớt thôi. À. Cho thịt thà này kia vô là em không có thích. Nhưng mà cứ lần nào làm cho em là làm như kiểu là một cái tô cắm heo á. Lạp xưởng rồi thịt em ăn đâu có được. Mà không lẽ mình giờ mình bỏ. Mà tính em thì không thích là em cứ im im thôi, em không nói. Mình ăn mà mình có lúc em chia sẻ, có lúc mà muốn ói luôn. Bỏ thì giận. Bỏ mình tiếc. Tiếc với lại rồi. Cũng sợ mất lòng. Rồi, sao bây giờ, bây giờ vẫn còn có nghĩa là nhiều cái tính chị. Của trẻ con không? Đi chơi ấy chị, là thay vì mình tận hưởng cái chỗ đó, quán cà phê đẹp quá, mình ngồi mình tận hưởng. Chụp mà tự chụp không chịu đâu. Không chịu đâu, bắt em chụp. Các em chụp, em chụp hoài, chụp đến khi về. Tôi mệt quá, cái lần sau em không chụp thì lại giận. Là chụp đến nỗi mà không có thời gian trò chuyện luôn. Dạ dạ. Đúng không? Bây giờ tới em đi Thảo. Dạ bây giờ anh ấy em có sẽ phản xấu gì không? Khui đi em. Dạ, thực ra là khi lấy về thì rất là vui, nhưng mà có một cái vấn đề em không biết, đó là anh quá đam mê công việc đi, là anh đi từ sáng, anh đi tới tối 10 giờ xong rồi anh còn kêu bây giờ anh còn phải đi ăn với cà phê các bạn, nó 12 giờ đêm anh mới về. Là ở nhà nguyên một ngày em đợi anh, hôm nào mà em rảnh em ở nhà em đợi nguyên một ngày là không thấy mặt chồng đâu hết. Đến lúc về thì lúc đó là em buồn ngủ rồi, là không có tâm sự gì được hai vợ chồng hết, rất là buồn, lúc đó tủi thân lắm. Nói chung là không quan tâm, hơi vô tâm với vợ. Dạ, đúng rồi. Không còn gì nữa. Dạ. Một cái nữa là anh mê công việc, rồi cái thứ hai nữa anh về nhà anh còn bấm điện thoại. Có nghĩa là ghiền điện thoại. Dạ. Nhưng mà bấm điện thoại là bấm công việc hay là bấm công nghệ hay là chơi game? Dạ, vừa công việc vừa nhắn tin bạn bè nói chuyện tâm sự, thì em ngó vô thì cũng thấy à cũng đang bàn việc, nhưng mà anh cũng không biết chốt là à bây giờ tới giờ mình bận rồi, bây giờ bữa sau mình bàn tiếp đi. Anh bàn hồi có nhiều khi tới 2 giờ sáng vẫn thấy đang ngồi bấm điện thoại. Cô ấy có ghen không? Có ghen không? Bạn này có ghen mà ghen với bạn trai. Chị nghĩ là vì cái người bạn trai này thực sự là em ghen với công việc. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi, em ghen tại vì với những người bạn trai là chắc chắn là chỉ nói về công việc, về thế này nọ, thành ra là ghen luôn. Ghen luôn. Rồi còn cái gì nữa không? Anh có một cái tật xấu là hay quên và không tìm được đồ. Một ngày là anh đi ra ngoài khoảng 4 lần thì hết 4 lần anh đi tìm chìa khóa. Anh để đâu anh cũng không thấy, anh kêu em ơi em thấy chìa khóa anh đâu không. Cái là hai vợ chồng lục đục đục đi tìm quá trời luôn, mà 4 lần là 4 lần như thế. Đó, quần áo cũng vậy, là anh mặc xong anh để đâu anh cũng không biết. Xong rồi hỏi em ơi em tìm giúp anh. Xong rồi hai vợ chồng lại lục đục đi tìm. Có khi nào mà mất những cái món đồ mà do đích thân em mua không? Dạ, món đồ mà quý luôn á. Dạ dạ đúng rồi đó. Mất cái gì? Thường là quần, mất quần mới hay chứ. Mất quần hả? Mất quần ở đâu? Mất quần em không biết mất ở đâu, mất quần tại vì em mua cho anh. Dạ, em mua cho anh rất là nhiều quần. Tại mấy cái quần lửng lửng ở nhà anh mặc anh rất thích. Một thời gian không thấy anh mặc nữa, kêu hỏi em mua đâu hết rồi. Kêu anh cũng không biết nữa, xong mình cũng đi lục hết các tủ đồ, mình không thấy còn một sót một cái nào luôn. Rồi lúc này là không biết là sao. Em mất ở đâu? Thật ra thì là em hay về quê, ba mẹ em ở Đồng Nai. Thì em lên xe thì khi ra ngoài ngoài nhà thì mình mặc như thế này. Nhưng mà khi lên xe có thể mình mặc quần xà lỏng hoặc là mặc áo thun thôi, mình lái xe cho nó thoải mái. Xong rồi mình về nhà mình nói chuyện với mẹ, xong nhiều khi mình vứt đồ nhà mẹ cái mình lên đây cái thì nó lại mất. Mà sao? Dạ. Thì cái vụ mà mất quần ngoài là mệt lắm á. Thì đó. Tự nhiên đi đâu mà quên quần. Sao nè, rồi anh ấy có hồi nãy anh chê em là nấu ăn á là phải bắt ăn theo ý của em. Dạ, thì ảnh có bao giờ nấu ăn cho em không? Dạ có nấu một lần, đó là món gà kho. Thì em cũng tập trung em xem coi ảnh nấu như thế nào. Thì ảnh chặt những cái miếng gà nó to giống như cổ tay mình vậy đó. Xong rồi ảnh đổ một ao nước vô. Xong mình cũng đang tính nói là anh ơi đổ ít nước thôi, nếu như đổ nhiều như vậy thì nó sẽ lạt nó loãng á. Xong kêu em yên tâm, em nhìn anh làm rất là hay. Xong rồi anh cầm một nắm muối anh ném vô. Xong rồi một lát sau là anh tắt bếp vẫn còn lóng lóng nước. Xong rồi em kêu anh đi ngon lắm, anh cắn một phát là vẫn còn
vẫn còn chưa chín bên trong nè. Em nhìn một lần em sợ tới đó, nó không dám ăn đồ ăn. Già luôn. Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Đó lần duy nhất là. Dạ. Và em mong muốn anh thay đổi gì không? Dạ, thực ra là em rất mong muốn anh quan tâm vợ con hơn một chút. Dành chút thời gian công việc, ví dụ ban ngày anh có thể đi làm, nhưng mà buổi tối anh sẽ dành lại một ít thời gian chơi với con, rồi anh tâm sự với vợ những hôm nay anh làm cái gì, anh chia sẻ đi. Anh rất ít chia sẻ, em hỏi cái gì anh kêu chuyện linh tinh ấy mà em, rồi em hỏi làm gì cho em nhức đầu, ý là thế, anh không chia sẻ cho mình. Còn em muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ em bớt quan tâm em đi một chút. Để cho em có một cuộc sống bớt quan tâm em là. Dạ, dạ. Tức là cứ bắt em làm theo ý của vợ. Ví dụ em muốn ngủ dưới đất thì bắt em lên nệm ngủ, mà trong khi lúc đó em thích ngủ dưới đất. Rồi giống như ăn uống hoặc là đi mặc quần áo này kia thì cho em theo cái cách của em. Vợ em thì nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà với cá nhân em nhiều khi em lại muốn khác. Bớt. Vợ em gọi là quan tâm em toàn phần á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cả như con á, như con thì cả về tinh thần lẫn thể chất luôn. Dạ, đó đúng dạ. Không một cái người vợ mà phải thực sự yêu chồng mình thì mới có thể làm được cái điều đó. Khi mà cái người đàn ông á, ở cái tuổi, tùy lứa tuổi nha cưng, ví dụ như tuổi của chồng em thì lại đang là một cái lứa tuổi mà họ đương muốn tự khám phá họ. Thành ra họ có những cái quan điểm, những cái luận điểm riêng của họ, và họ muốn thử xem là cái điều đó đúng hay không đúng. Bạn này bạn nói một cái câu rất hay là cái điều đó là mình nghĩ là tốt, nhưng đối với bản thân bạn ở thời điểm này là chưa đúng, là chưa tốt. Thì thành ra theo chị, em giảm cái điều đó xuống 50%. Tức là em nên đứng từ xa em bao quát. Khi nào chồng em thực sự cần đến em, lúc đem ra tay. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn cần phải được tự do về suy nghĩ, tự do về tất cả mọi thứ, đúng không cưng? Để bạn muốn xem tôi là ai, mình đang ở cái điểm nào, cái level nào trong cuộc sống này. Còn nếu như tụi em sống với nhau cho đến lớn tuổi, đến bắt đầu là ở cái lứa tuổi mà 50 thì thực sự lúc đó là ông bà cần nhau. Hiểu chưa? Đó, lúc đó là chồng em thực sự cần cái sự chăm sóc đó, và ngược lại vợ em cũng cần cái điều đó ở em. Ngay thời điểm này là thời điểm mà vợ em á có cái nhu cầu chăm sóc người khác, thì thực sự là bạn cũng sẽ có nhu cầu để người khác để tâm và chăm sóc mình. Nhưng mà bạn cứ cho đi mà bạn không được nhận lại, đến một lúc nào đó bạn cảm thấy là cái điều mình làm dường như là không ai cảm nhận và không ai cần điều đó hết. Khi mà bạn dừng lại rồi là em khỏi lấy lại được cái điều đó luôn. Em hiểu chị không? Em lên 50, bạn này giảm 50 là gia đình em là ok. Xin chúc hai em đó phải luôn luôn nắm tay nhau, yêu thương nhau như thế này mãi mãi trọn đời nha. Xin cảm ơn hai em đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Dáng đi ẻo lả đó hả? Dạ dạ. Hả? Cái cặp này vui quá, gặp mà... hai người gặp nhau đều thất vọng về nhau. Còn em thì sao, lúc mà chồng đi xuất gia thì em sao? Lúc đó buồn lắm chị. Giống như là... Không sao đâu em, cứ chia sẻ. Đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ không anh, đêm tân hôn của em tới tận 10 ngày sau là... Ảnh thì nhát lắm chị. Em nếu như mà em không mở lời thì ảnh này không dám đâu. Chào hai em. Dạ. Xin chào chị Hồng Quân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả đang có mặt ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Châu Hoài. Em năm nay 22 tuổi, em đến từ Kiên Giang. Và hiện công việc hiện tại là em làm bảo trì điện ở trên một công ty ở Bình Dương chị. Còn xin em... chào chị Hồng Vân và anh Quốc Hận và các vị quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thị Tươi, năm nay em 22 tuổi. Em cũng đến từ Kiên Giang và bây giờ em đang làm việc tại Bình Dương. Em có phải là người Chăm hay là người Khmer? Khmer không? Khmer. Em là người Khmer vậy. Hai em là ở cùng ở Kiên Giang. Dạ cùng đúng ở không? Kiên Giang. Vậy chắc lẽ là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã đúng không? Dạ. Em với vợ em thì quen nhau cũng tầm năm 2012, lúc đó còn đang học sinh á chị. Cũng biết nhau qua tin nhắn điện thoại. Ban đầu thì cũng bị chửi nhiều lắm. Ủa em, mỗi lần vợ em chửi sao em? Chửi bằng tiếng Khmer hay tiếng Kinh? Ban đầu là nhắn tin thì điện thoại thì không có hỗ trợ tiếng Khmer, nên cứ chửi tiếng Kinh vậy thôi chứ không có chửi tiếng Khmer. Rồi bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ở ngoài? Lúc ban đầu nhắn tin qua điện thoại thì em cũng không biết mặt, nhưng mà không hiểu nhắn tin sau cái nói thương vợ luôn. Trời ơi. Cái lúc có cái dịp lễ ở chùa, hai đứa đi cái hẹn gặp,
vợ em nó đứng chờ ở trên đó đó. Cái em cũng lên trên đó, em lên mà em không có nhận ra vợ em. Tại vì nó vỡ mộng sao á mà. Sao vậy? Lúc đó vợ em nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm. Lại là ghê lắm. Trời ơi ta. Vừa đen vừa xấu rồi tóc tai sao? Tóc tai lại là lúc đó tóc quấn mà cái gọi là quấn bẩm sinh á gì. Còn em sao? Cái lần đầu tiên em gặp ông này làm sao em thấy ông đó đẹp trai không? Xấu lắm mà anh không có đẹp trai như bây giờ. Ốm rồi, mặc đồ thì xề xòa, không có gọn gàng. Sau khi em quen một thời gian thì em kêu anh thay đổi cách mặc đồ lại đi, dáng đi cũng vậy. Đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Dáng đi ẻo lả đó hả? Dạ dạ. Hả? Cái cặp này vui quá, gặp mà... hai người gặp nhau đều thất vọng về nhau. Dạ. Rồi bao lâu thì các em mới dần dần như là thích nhau và quen nhau? Khoảng thời gian thích nhau thì chắc cũng lâu, tại vì lúc mà em gặp vợ em xong cái em về em suy nghĩ lại cái cuộc tình này có nên tiếp tục hay không. Mình lỡ mình nói yêu người ta rồi thôi kệ, trách nhiệm với lời nói thôi. Cứ yêu đại đi, cứ yêu suốt tới khoảng 5 năm trời. Vậy hả? Thời gian bao lâu thì em bắt đầu là cảm thấy là em thực sự là em yêu vợ em? Trong thời gian cũng ngắn lắm chị, khoảng 2 tháng. Lần thứ hai gặp mặt là em đã thấy khác rồi, đã biết make up đẹp hơn nhiều rồi, trắng rồi tóc tai gọn gàng, mặc đồ cũng gọn gàng, nhìn đẹp lịch sự. Bây giờ nè, em nhận xét đi cái thời gian đó với bây giờ thì là lúc nào đẹp hơn? Dạ bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ. Rồi lần đầu tiên em nắm tay vợ em, hôn vợ em là sau đó mấy tháng? Lần gặp thứ hai thì lúc đó mà quen nhau cũng lâu rồi, khoảng 5-6 tháng gì rồi. Cái em cũng nói với vợ em là anh gặp thì anh xin hôn một cái. Nhưng mà cái lúc mà anh xin anh hôn em mà anh lúc đó em thấy làm sao? Em anh run lắm, anh nhát lắm. Gặp mặt xong rồi anh không dám nắm tay. Em thấy vậy em mới chủ động nắm tay. Xong anh lại nói là em ơi, lần đầu tiên anh nắm tay con gái đó, anh làm như là nắm tay có bầu không bằng. Rồi sau đó làm sao, có hùng không? Đi dạo lòng vòng xong một hồi gần về cái anh mới nói em cho anh hung một cái nha. Cái em mới chần chừ, anh nói rồi hung một cái xong rồi anh đưa em về. Về xong rồi anh mới nhắn tin cho em nói em ơi anh không muốn rửa mặt luôn á. Cái em hỏi ủa sao vậy? Anh sợ trôi cái nụ hôn của em. Trời ơi. Rồi trong cái thời gian yêu nhau như vậy thì nó có những cái sóng gió gì không? Dạ có anh. Ảnh lúc quen lắm lại là giống như là em bị gò bó vì mọi thứ. Giống như là ảnh ghen dữ lắm. Đi chơi á, ra ngoài á, mặc hả đồ hở hang một chút lại không cho. Thế em mặc áo khoác mặc quần dài vô đi mới cho ra. Thậm chí có khi là nói chuyện điện thoại với ảnh điện cho em mà thấy cuộc gọi chờ. Xong rồi em mà không điện đi á, một tí với em mà điện đi hỏi em nói chuyện với ai vậy? Bạn của em trai hay gái vậy? Ảnh ghen, cực kỳ ghen. Cái đó là ghen tuông thôi. Còn có lúc nào mà tụi em cảm thấy là sẽ phải xa nhau không? Có gì, lúc đó là em quen vợ em được khoảng 1 năm. Trước đó em đã nói trước với vợ em rồi. Năm sau anh đi xuất gia. Xuất gia để làm gia là... Nếu theo người Khmer thì xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu mà xuất gia thì làm sao mà cưới nhau được? Dạ, xuất gia cái em hoàng tục ra mới cưới vậy. Ủa nhưng mà lý do gì em lại hoàng tục? Lúc đó là em vừa xuất gia, cái em vừa đi học. Xuất gia khoảng 3 năm sau. Lúc đó em đang học ở trường nghề. Trong trường bảo là giờ em phải hoàng tục ra để em đi làm. Em phải đi thực tập, tốt nghiệp em mới ra trường được. Chứ em cứ vậy là em không có ra trường được. Cái cũng bắt buộc em phải... Phải ra, mà còn em thì sao? Lúc mà chồng đi xuất gia thì em sao? Lúc đó buồn lắm chị. Giống như là... Không sao đâu em, cứ chia sẻ. Lúc đó nó rất là buồn. Giống như là lúc còn đi học thì ảnh đưa rước em đi. Còn tới khi mà ảnh đi xuất gia thì là lúc đó là tự bắt xe buýt đi. Trong thời gian chờ xe buýt nó giống như là mình gợi nhớ lại những kỷ niệm mà lúc ảnh đưa rước mình đi á. Rất là buồn, thậm chí còn muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà em thấy ảnh xuống tóc á. Em còn nhớ lúc đó là đang cạo tóc thì ông sư đó cạo đứt trên da đầu, có chảy máu, lúc đó rất là xót luôn. Nhưng mà anh đang không hiểu là nếu như đã xuất gia thì phải chia tay chứ. Dạ đúng rồi. Cái khoảng thời gian đó là hai đứa chia tay. Anh bây giờ anh đi xuất gia, cái nếu mà em chờ được thì em chờ, còn em chờ không được thì em có thể quen người khác. Mà trong thời gian ảnh xuất gia thì ở ngoài em cũng thử quen vài người, nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thì em thấy ai không ai giống như ảnh hết. Nên em vẫn quyết định em chờ.
Vẫn chờ anh. Dạ. Em hoàn tục xong rồi mới tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong em mới hỏi địa chỉ của vợ em, cái em lên Bình Dương để thăm vợ. Nhưng mà lúc đó vợ em chưa có biết em hoàn tục đâu. Lúc đó chỉ có mẹ vợ em biết thôi. Em cũng nói với mẹ là thôi mẹ đừng báo để em dành cho vợ em sự bất ngờ. Rồi xong lúc em về rồi, em thấy chồng mà... em vậy sao? Lúc... Bất ngờ luôn chị. Xong thấy ảnh xong rồi cái tự nhiên em khóc luôn. Tóm lại là quá bất ngờ. Xong rồi đứng giống như đơ luôn á. Bị đứng hình đó đúng không? Dạ bị đứng hình luôn á. Xong cái tự nhiên không biết sao em lại lúc đó lại khóc nữa. Giống như là cái cảm xúc nó dâng trào quá bất ngờ. Sau cái lần đó là hai người tiếp tục yêu nhau một năm nữa. Dạ. Rồi lúc đó là trong một năm đó thì có làm điều gì mà trái với luân thường đạo lý không? Dạ không chị. Giữ cho nhau đúng không? Hai em quen nhau là cái chuyện mà ăn cơm trước kẹn á là hai em rất là nghiêm túc trong cái chuyện đó. Tại vì hai bên gia đình rất tin tưởng hai đứa. Là giữ cho tới ngày đêm tân hôn đúng không? Dạ. Như vậy thì chắc chắn rằng là hai em đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ không anh, đêm tân hôn của em tới tận 10 ngày sau là ảnh thì nhát lắm chị. Em nếu như mà em không mở lời thì ảnh này không dám đâu. Ồ chị hả? Với lại đêm tân hôn ảnh lúng túng lắm, lần đầu tiên ảnh lúng túng lắm. Nhưng mà có thành công không? Dạ có chị. Thầy hay quá thầy. Thành công được rồi. Thôi vậy là thầy quá hay luôn đó. Mà Châu Hoài có thể chia sẻ cái cảm xúc của em cái lúc mà cái lần đầu mà em được coi như là gần với vợ mình. Dạ lúc ban đầu thì cảm giác thì nó vui lắm, tim nó đập thình thịch đúng lại là một khoảng thời gian lâu mới quen được. Cảm xúc thì em cũng có gì cho mấy, chỉ là sợ thôi. Cảm giác sợ là sau đêm thứ 10 là hết sợ rồi đúng không? Dạ đêm thứ 10 hết sợ. Bây giờ là các em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Hai năm của các em có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi trong 2 năm qua anh thấy rằng là Châu Hoài nó như chắc có lẽ là một người hiền lành, chắc ít có tật xấu lắm đúng không? Có thì cũng có nhưng mà ít. Tật xấu của ảnh là ảnh không biết lãng mạn. Em nhớ có lần đợt đó 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó, em nói anh ơi bữa nay lễ đó. Anh mới nói là lễ rồi sao em. Xong cái em buồn. Em buồn xong ảnh dắt xe ảnh đi mua cái con gấu bông bự quăng cho mặt em cái đùng giống như là quà tặng gì đó. Trời ơi. Giống như dằn mặt vậy đó. Giống vậy đó. Rồi không lãng mạn một tập. Không lãng mạn. Còn cái gì nữa nè? Ảnh lười. Lười gì? Ngày lễ này nọ nói anh ơi rước em đi chơi. Nói thôi đi đi chơi vậy em ngủ đi, nay làm gì mệt ngủ đi. Nhưng mà trong cái vụ kia có lười không? Dạ không. Rồi ta lắc đầu là không rồi còn hỏi. Rồi bây giờ tới em đó Châu Hoài. Vợ em thì tật xấu thì cũng không có nhiều gì mấy đâu. Chủ yếu là lười, bấm điện thoại xuyên suốt, cứ cầm điện thoại suốt. Em kêu đi tắm đi, không tắm là nhất quyết không tắm. Rồi lười, đồ thì em toàn em giặt hết. Giặt tay hả? Dạ giặt tay, em giặt hết. Tại vì công việc của em á, em vừa làm công ty lại vừa bán hàng online á. Nên về nhà thì chỉ có ít thời gian để mình online với nhóm thôi. Nên cứ ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại là vậy. Dạ. Thôi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì không gọi? Dạ em cũng muốn vợ em phụ giúp em một số việc trong gia đình vậy thôi. Chứ em biết là bán hàng online nhưng mà tối thì cứ ôm khư điện thoại 10 giờ rồi vẫn không chịu ngủ. Vợ em cứ bấm điện thoại thì em đâu dám tắt đèn, sợ nó ảnh hưởng tới con mắt. Đó. Nên em đâu có dám tắt đèn. Thấy thương không? Đó. Hiểu cái chưa? Cái chi tiết đó là chi tiết mà gọi là đắt nhất trong cái hay mong muốn thay đổi của chồng. Đó. Rồi đêm nay nhớ tắt đèn sớm nha em. Dạ. Bây giờ em thì em mong muốn cho Hoài thay đổi điều gì? Dạ, em thì mong muốn chồng em thì lãng mạn chút xíu, bớt mê ngủ lại và có thời gian rảnh thì chở em đi chơi nhiều hơn. Thấy chưa? Nghe ông phải lãng mạn chút xíu đi thì tôi sẽ tắt đèn sớm hơn. Dạ. Hai chồng chưa có con nè. Nói chung là hai bạn này đang trong cái thời kỳ mà gọi là bù đắp lại cho 3 năm anh xuất gia, chưa xuất gia. Đang rất là son, đang tận hưởng đi, cố gắng hết sức tạo những sự lãng mạn nhất có thể. Trước khi các bạn thể hiện cái cử chỉ lãng mạn với nhau, anh xin chúc cho vợ chồng của em ha, sang năm sau sẽ đậu nha. Đậu gì? Đậu thai. Thai. Và chúc cho một em bé tuyệt vời đó xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng em. Rồi ông lãng mạn đi em đó. Ông làm chuyện gì lãng mạn với vợ ông đi. Hai đứa đứng lên đi. Đó. Em biết. Thôi cho tôi mới chịu mà nhìn. Mà nhìn gì để tao làm, đi. Trời. Thôi bao nhiêu là đủ rồi. Và cứ thế nha, hãy nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này.